rồi lôi nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Kể nè 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 nè. Giống bà đó mình ơi. Thiệt là không? Không quá. Lên là nghe ngóng sớm dưới làng trên, cái số hỏng trong nó chuyện bao đau. Nhiều chuyện á, bán rau gì đâu hả, thuốc sâu rồi tùm lum. Ờ chứ sao bà nhỏ nó chiếu giỡn nè. Cái gì? Bán chiếu giỡn nè. Không hề nghe chiếu giỡn cái gì, còn theo của bà đi. Bớt bớt giùm, cái chợ này không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu. Có cái chuyện này hú hồn nè, muốn nghe không? Chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy, nghe dẻ, nghe dè, nghe dè. Con sáu hôm qua bán cháu bị té u đầu, thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá. Con mẹ bán cá ở đó bả nghe, cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm. Cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên, cái thứ vô duyên em đây ghét lắm. Em đây có tâm mà nó đồn là ở dơ, con quỷ này bơ đơ nó đồn là trai thẳng. Chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi, chứ kể lôi thôi. Em đây rối trí, rối trí cái mà rối trí. Nhiều chuyện vừa chưa hả? Nhiều chuyện là mà nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà. Mấy người không vui hả? Không có vui. Muốn vui hả? Chết rồi. Ăn đèn lớn. Trời ơi, anh chạy lớn tới rồi. Anh chạy lớn tới rồi đứa. Muốn vui thì có vui. Chết rồi. Cò cò te có anh nào muốn chơi, mau vào đây góp thêm kèn te tí. Cò te tí bước đều chân cùng đi. Hey, vui không? Không vui. Không vui kìa tụi bay, làm cho vui đi. Dạ. Trời ơi, chạy đi bà con ơi, chạy đi. Anh về lớn nói rồi, chạy đi, chạy hết đi, chạy đi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi. Thằng kia đừng có tào lao, nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi. Tao tán cho sắp mặt luôn. Tao tán cho sắp mặt luôn. Tán cho sắp mặt luôn. Ôi, chưa thấy cái vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính. Ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này. Vỗ tay cho dàn múa nền. Đủ rồi. Tụi bay lộn xộn quá. Tụi bay đâu? Dạ. Ghế đen kèn. Bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa? Làm. Dạ. Kéo kéo, mày hay quá. Mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát đâu kìa. Mày có hồn không? Mở lại. Thôi. Tao hỏi mày có khùng không? Dạ không. Tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm, kêu mày làm à? Ai biết đâu xem ở đợi em lâu nhà để em quen. Im. Tụi bay. Dạ. Làm. Dạ. Thôi. Quyết kéo kéo. Khùng mày. Tụi bay điên à? Tụi bay giận mặt với tao à? Thu tiền. Dạ. Đây đây đây. Em không có tiền. Mọi người ơi, không có tiền mà. Không có tiền. Trời ơi. Không có tiền. Bên đây cũng không có luôn. Nói chung bây giờ không có tiền cũng không sao. Vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây. Trời ơi. Trời tòa hả? Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi. Tụi bay. Dạ. Dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Tại sao tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao vậy hả? Chúa ôn chúa ngục. Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò bà bây giờ. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ.
bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Xin mời bị cáo thứ nhất, bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Matadu là cái gì? Buông tôi ra. Chờ má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À trời coi. Cái gì? Bà nói gì vậy? Kệ trói. Phải công nhận cái trí tưởng tượng bà phong phú ghê ha. Anh có khen. Rồi tiền tôi đâu? Tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi, em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Anh ăn em hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Tiền mà đâu? Ủa bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo Hường bước ra. Hả? Dạ có Hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán tràng. Tràng bán chiều. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nó nghe có cầm thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao dạ. Nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh dạ. Anh ơi, đất cái quần em thiệt luôn. Người ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi. Áo Hường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi, cô lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán râm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang, kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thay kỳ. Trời ơi, hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo. Trời đất ơi em ơi, em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nói không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á. Đã xấu mà còn sao? Đã si đa rồi sao phải hiến máu? Tôi si đa không sao? Ủa em không si đa vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho gà. Trời ơi, rồi tiền anh đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu. Em về uống thuốc giùm anh đi. Không, cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à? Em giỡn mặt với anh à? Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy râm của em. Không được lấy râm của em. Trời ơi, đừng có trả râm đi người ta nha. Đừng trả râm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau râm. Ở đâu có rau râm thì ở đó có chân. Trời ơi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, chú bé ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn. Cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô ra đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời, nó nghe nè, nó nghe. Dạ. Hết chuyện vô chợ này bán răng hô, ai mua cha? Minh dữ. Xấu âm chì địa ngục, xấu lục đục gia can. Xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ. Xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị. Thôi. Dữ ơi, để sức lát thi em nha. Rồi quá trang luôn, quá trang đi. Nó nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh.
Trời, em bán chợ bên kia mà em không chịu bên đó, em qua đây một hồi anh thu tiền em luôn đó. Ê, dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại. Kẹo kéo nhạc quay. Hay quá, trời ơi, hay quá, trời ơi. Ấy dạ, nhau lộn đã về. Tấu Hề bước lên. Chào em. Dạ chào em anh. Là dạ khoan. Dạ anh nói cái ta hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ em thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu với mọi người. Em tên là anh Thơ Khùng. À, Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán khung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền, em chỉ có chiếc khung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ Tình. Tình ở đây không phải là chợ Tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha, tình mẹ, tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn. Ông bà ta có câu: thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chín suối. Thôi kìa, trời ơi, thôi kìa. Thôi, đại ca, giao khùng. Ờ, Thơ Khùng, hùng đi. Em khùng nhưng em rất là khó, phải có nhạc em mới hùng, nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi, cái ghê quá. Nó nghe Thơ Khùng. Nó, dạ. Nói phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy? Dạ bún mắm đó anh. Dạ. Anh ăn gì mà hôi vậy? À bún đậu mắm tôm. Thôi, ghê quá ha. Thôi được rồi đi về đi. Ê, tụi bay trả khung thờ cho nó. Dạ dạ. Trả khung thờ cho nó. Dạ trả khung thờ cho em. Dạ em đi về. Ê khùng mới khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ khôn gì anh? À tiền anh đâu? Dạ em quên. Nhạc cho vô cái coi. Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Ê, tụi nó nói nó không có tiền rồi tao quay. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa hupa. Em tên gì? Dạ em tên Thanh. À Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh. À vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè, Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán khung thành. Yo 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 yo. Ale ale ale. Yo yo yo. Ale ale. Em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao? Tại sao em bán khung thành ở chợ? Rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa sao em nói cha truyền con nối mà? Dạ tại vì cha truyền con nối. Em muốn nối gì em nối à? Ủa rồi mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À khung gì? Dạ khung cửa á.
Lúc mà em bán mẹ em rau sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rau đi, em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ em rau là như vậy, kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra mày mà kêu la chị tạc lăn axit. Nóng quá. Yeah, thanh khùng, thơ khùng, duyên dáng vô cùng. À, nó nghe nè, hai con khùng. Khùng mà biết văn mùng trải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok, khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Duyên quá trời ơi. Em ơi em duyên quá. Nó nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền đi. Á. Mày khùng. Anh khùng. Mày cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá, tao khôn không giờ tao nói tao giấu hết tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người, tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao tôi hỏi mọi người ở đây, tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi, bây giờ bữa nay ai thiếu hay không đủ hốt hết đồ cho tao. Khoan. Anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ, có gì làm được làm được. Đây. Mày có nói. Nó nghe. Em anh. Ủa em anh hả? Lộn rồi. Lộn. Dạ đây, đây. Đồ đặt qua đây. Đây, đúng rồi, đừng có lấy cái này, cái này bự lắm, đừng có lấy. Thôi đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là nó nghe mấy đứa dạ che mặt chỗ này xanh diễn dạ. lại náo lên. Kể từ ngày hôm nay tại khu đất này tao sẽ là người cầm trịch. Cầm trịch. Ủa là sao? Trời sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm mà. À giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À cầm à cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. Chứ cầm đây cầm mà cái à này. Em biết rồi nè. Em biết rồi. À cầm độn. À cầm độn là mày độn á. Cầm gì? Cái cầm đó người ta nói cái cầm. Cái cầm gì? Cầm thú. À cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây, á, à, cầm ở đây là cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà rớt trong đây là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi, nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi, người ta vô được chung kết á. Dạ. Người ta giải nhất á. Dạ. Thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Xin mời quán quân mùa 2. Trên kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua. Dạ, đang thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ ôi ăn ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không, mọi người ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ô, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không, sự thật. Mùa 2, đi vô. Đi vô đi, được rồi. Ủa, không chào bằng miệng luôn à? Quần chúng, đi vô. Vô. Vô, chạy mũ vét luôn. Trời ơi, giỡn gì đó đủ rồi. Tụi bay. Dạ. Làm gì vậy cha, bỏ xuống. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu. Anh đáng để em đến vậy. Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có anh tiền, không có tiền. Cái chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán này giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này này, anh ế
ăn dừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ăn dừa thôi chứ. Đâu kỳ dừa cái gì đây? Bây giờ nói tôi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ác cho mọi người coi. Quay lên. Dừng lại. Mày vừa phải thôi nha. Tức nước dở bờ nghe chưa? Bà con tiểu thôn có chống hành võ môn trận. Dạ tiếng anh em lập trận. Tiếng anh em lập trận đâu. Lập trận. Xả tiền. Giao cải xả tiền. Giỏi chết đi. Bụi bay. Anh ơi thất thủ rồi, thất thủ rồi. Bụi bay. Dạ. Lập trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chọi tiếp. Con quỷ ở đây. Chết đi. Báo cáo. Báo cáo thờ khùng đi xối. Bên địch đang có cỏ xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida tử tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng rồi. Dạ. Vô lên Sida tử tướng. Có lắm. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Sao vậy? Đau quá. Đồ ngu. Trời đâu? Đuổi đâu? Lại. Cố lên. Khoan đã. Tui quá. Hả? Tình hình sao rồi? Quân địch đang thất thủ. Chúng ta dùng tiệt chiêu cuối đi, Lương Quân. Được rồi. Tiệt chiêu cuối. Chị ngã. Em đè. Lúc nào cũng kêu tôi ác. Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó, lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa, lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền kia mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán, bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng một cắc nào không? Thời gian gần đây tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắt nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tôi sao? Không hề, không hề. Phải, người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? À. Người em thì nói người anh mình ghi đê. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tên cùng. Tao ghi đê hồi nào? Mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa, tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề, làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Cốt nạn, cốt. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đổ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy?
Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ đổ luôn hả? Trời ơi, anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi, ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình. Chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ Tình. Đúng rồi anh ơi, chợ Tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ai khoan đi, khoan đi. Ôi thơ khùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng cũng làm gì em làm anh. Trời, mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Dạ bà con ơi, em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết, không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra... Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười gọng chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Dạ. Anh nhìn lại cái để thấy Lâm thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn mà học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à, cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết. Em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm thắng rồi em đã lời rồi. Em lời là nó trao huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi em chụp hình ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục thì chị không có nghĩ em thi. Tất cả khán giả là gì mà tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi. Mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt. Kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được. Tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh? Tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia. Chứ nếu mà một mình làm không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên. Anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái thực phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thế nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn là chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Thì anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên à. Chị Khánh Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng. Nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như như ngồi đây nè. Mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là càng ngày càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệt Hương nói đó là không phải tâm lý thi nữa. Sự nhẹ nhàng và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai ác, mọi người bên Lâm nó đóng vai hiền. Mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền. Tại cái tuổi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này. Và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ. Và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người anh hòa trộn vào trong đó, mỗi người một tính cách, nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lộc. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Doraemon, Nobita, Suka, Doremi, Chai, Enseko. Maseko thì nghèo, Ma Chai En thì giàu, còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hai quả hồng tặng cho Chai En.
Nếu trai em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Sawadee ka ก็ loại แนว เลย ตะโกน นึก ขนาด สกุล นึก ขนาด ขนาด สมา สกุล ขนาด สมา Sawadee ka Và dịch sang tiếng Việt thì con sẽ tự giới thiệu. Con tên là Nobito. Quê con thì khá xa xăm, ở tận Đồng Tháp. Con đón xe mới vào. Một hôm đang tung tăng đi bắt cào cào thì con nghe mọi người nói ngày hôm nay công viên một cái chương trình gì rất là vui. Sau khi nghĩ tới luôn đã quyết định có mặt ở ngày hôm nay. Bây giờ con chỉ hầm mong tất cả các cô các chú giới ủng hộ hộp trình lộn con hết mình. Đảo tàu lớn ra. Dạ, nhân dịp ngày vui hôm nay, con xin chúc tất cả các cô các chú một ngày mới phát tài phát lộc, tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn thì được khao, về nhà thì được rước, tiền thì vô ngõ trước, hột sòn thì vô ngõ sau, nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc có hay trảo tàn lưới có được không ạ? Cô chú ơi, con khổ lắm cô chú ơi, nói ta nói cực khổ trăm bề mà đến được đây. Con từ quận nhất con bứt rứt quận 2, con lai rai quận 3, con la la quận 4, bị thốn quận 5, âm thầm quận 6, ăn cháo quận 7, lẫy nhảy quận 8, ăn cám quận 9, lính quýnh quận 10, mắc cười quận 11, ý nhột của Tân Bình, Bắc Bình của Tân Phú, đang chạy rớt nguyên cái núi Thủ Đức. Có ai cho con qua lụm cái núi của con không? Thằng Quỷ, mày chạy bấy cái Sài Gòn, vậy đố ai tìm được cái núi để trả cho mày? Ai vậy? Đám vàng đây. Đồng một đôi cánh bóng loáng như gương trong những mới tình anh cho quý khách thêm duy xì gà tốt bên tay xin đảm bảo 10 ngày. Dày đen dày trắng dày xám dày vàng bình dân đồng giá một đôi chỉ 3 đồng thôi. Đánh dày mở hàng không đầu bông hơn đầy đủ màu xì gà chuyên môn đánh ba chê khắp cùng khắp nơi nhà hàng lớn Sài Gòn. Đánh dày, đánh dày đây anh ơi, đánh dày, đánh dày hơn anh, đánh dày tao đánh mày bây giờ. Mày ở nha mày. Vậy? Nãy giờ tao giỡn mặt với mày thôi, bây giờ mới vô chuyện nha. Chuyện gì? Tao hỏi mày, tại sao từ địa bàn công viên bên kia mày lấn sân sang địa bàn công viên bên đây của tao? Tao thích. Mày ở đâu? Tao ở đây. Lâu chưa? Lâu rồi. Từ thời nào? Má tao. À, má mày ở đây hả? Không, má tao chỗ khác. Ủa, má mày chỗ khác, sao mày ở đây? Ngoại tao ở đây. Ngoại mày ở đây. Vậy mày ở đâu? Ở đây. Lâu chưa? Lâu rồi. Từ thời nào? Má tao. Má mày ở đây hả? Không, má tao chỗ khác. Ủa, má mày chỗ khác, sao mày ở đây? Ngoại tao ở đây. Ngoại mày ở đây. Lâu chưa? Lâu rồi. Từ thời nào? Má tao. Nó nghe nè. Mày làm ơn, mày cất má mày vô tủ được không? Được được. Má 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 vô tủ ngồi chơi nha má. Ừ, vậy đi. Và mày, mày ở đâu? Tao ở đây. Ở đây hả? Ừ. Lâu chưa? Lâu rồi. Từ thời nào? Ba tao. Tao kêu má tao giết ba mày giờ. Ừ. Mất dạy. Mày đụng đến ai thì đụng, đụng đến ba má tao là tao ăn thua đủ với mày nha mày. Cái gì vậy? Tấu hề hả? Gì làm rần rần vậy? Hề ngoại hình vậy? Tụi mày đốt của mày ở đâu? Tao ở xa lắm, tao ở Bình Định. Bình Định? Ừ. Trời ơi, cùng quê, cùng quê. Cùng quê hả? Ừ. Đâu rồi, tao quý vậy nó cùng quê với em. Ở đâu? Bình Thạnh. Tao tán một cái thành Bình Địa thì mày tin không? Cái gì tao Bình Định mà kêu Bình Thạnh, kêu chung quê. Mắc cười mày quá, miễn sao có chung chữ Bình là được rồi. Rốt cuộc mày ở đâu mày lì quá? Tao ở xa. Xa là ở đâu? Sawadee ka. Thôi. Gì vậy? Đang sung, đang sung. Ê, tao nói mày nghe nè. Gì? Công nhận nha, mày hài hước quá, mày hay quá mày ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ tao với mày á, không gây lộn nữa, hợp tác đi. Hợp tác làm sao? Mày cũng khổ, tao cũng khổ, hai đứa mình gộp lại cái Tết này hốt bạc. À, có nghĩa là bây giờ kết hợp với nhau là mình đi tấu hề hàng đêm đúng không? Ừ. Rồi chơi luôn, bây giờ nói là thông tin. Bây giờ là chúng ta phải làm. Làm gì? Bây giờ mày làm MC đi. Tao vô trong tao chuẩn bị một cái. Mày kêu một cái tao phóng ra cái dèo là tấu hề liền nha. Ê, tao MC hả mày? MC nha, duyên dáng nha. Duyên dáng nha. Tao cố gắng. Rồi tao vô tao chuẩn bị đây. Vâng. Lời nói đầu tiên cho phép MC duyên dáng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nha. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đã từng xem những tiết mục hay hấp dẫn hài hước trên vũ tuyến thì ngày hôm nay tại công viên này, chúng ta hãy cùng chào đón một hot boy, một tài năng trẻ. Hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón sự xuất hiện của một chàng ca sĩ, một chàng hot boy không dịch lộn. Nghe nói cả trời ơi, ngài đi đường xa không tới, sáng tạo quá, về để nói với nhau mấy lời. À, dạ, dạ, dạ. Xuất sắc, hay quá. Ah!
chút đi, dù cho trăm nắng ngàn cái em cũng nguyện cầu cho mối tình đâu đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào dòng cô ai duyên nợ ba sinh sắp bay từ muôn kiếp trước, chàng ngày đến đây mà nghe em nói, em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Wow, quá xuất sắc trong cái gì, hãy cho một cầu của ta thật lớn. Và bây giờ sẽ là một tiết mục mà quý vị đang nóng lòng trong đợi. Tiết mục đinh của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của Hot Boy Michael Hó Dịch Lõn. Sáng tạo. Này người yêu ơi, sao em quên rồi, ngày xưa em hứa em nói yêu tôi mà không đáp lại, để một mình tôi ngày đêm thương nhớ, ôm áp giao tim biết bao ân tình nguyện không thay đổi, đừng để đôi ta sầu bi khổ lụy, thì em ơi buồn mà chi anh không thể sai liền. Đó, hay quá, hay quá. Cái gì vậy? Mày thấy mày cất cái giọng hát mày lên là trì hết tiết tấu người ta không? Hát hay hay dở gì cũng là giọng của tao đúng không? Đỡ hơn mày, mày hát nhép, mày nhảy mày bắt chước người ta, mày hay chỗ nào? Mày mắc cười quá, mày hát cái lương làm trì tiết tấu tao chưa nói mày, mai mai. Xúc phạm. Sao? Ngày hôm nay tao sẽ tán mày một bạt tay để cảnh cáo. Trời đất ơi, giữa chốn đông người mày dám tán tao một bạt tay? Rồi sao? Được rồi, tao sẽ trả thù mày lại một bạt tay. Hết. Hả? Mày dám tán tao một bạt tay? Được rồi, mày tao sẽ tán mày lại mày hai cái. Trời đất ơi, con nít mới lớn mà nó tán tao hai cái, giả man chưa? Được rồi, tao sẽ trả thù lại hai cái. Hey. Tao tán mày hai cái, mày tán tao một chục cái. Hai cái mà. Mày tán lại đi, tao đếm nè. Rồi, tức quá, tán lại. Hey. Con quỷ chính nhạc. Nha, nha. Có tin là tán một phát đầu tét làm ba da, tét làm bốn rốn, tét làm năm cầm, tét làm sáu con cháu nhận không ra không hả? Tao có nước 70 ngàn dưới đây mà chỉnh bậy không à? Tao xin lỗi. Xin lỗi đi mày. Tao đem lộn cho mày, xin lỗi mày. Đứng dậy đi. Ê, tao nói mày nghe nè, mày hay tao cũng hay, nhưng mà có tài năng không vẫn chưa đủ, bây giờ muốn kiếm bộn tiền cần phải có trí tuệ. Trí tuệ? Ờ. Ý mày là sao? Chơi game show. Chơi game show? Ờ. Game show gì? Vâng, game show hỏi xoáy đáp xoay xin phép được bắt đầu. Thử chuông đi. Hả? Thử chuông. Chuông đâu? Tưởng tượng. À, tưởng tượng đúng không? Ừ. À, nhẹ thôi, với cái chuông này chỉ cần nhẹ thôi. Ra thôi. Trời ơi, tim thòng. Cái chuông tao bị hư mày ơi. Trời ơi, mày làm tao hết hồn. Tiếp đi, thi đi. Câu hỏi đầu tiên. Rồi. Cá nào không biết bơi? Cá hộp. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Ở Việt Nam, cái tên nào bị người ta chửi nhiều nhất? Tên Như. Tại sao tên Như? Ủa chứ mày không nghe tao chửi hả? Ngu như heo, lì như bò, hai đứa tấu hề, vô duyên như hạt. Trời ơi. Tên Như ta dễ thương vậy mà nắm đầu nhỏ là chữ hoài hà. Chính xác. Câu hỏi ở vòng 2 có liên quan đến lĩnh vực gia đình. Rồi. Theo bạn, ai là người sinh ra bạn? A. Ba bạn. B. Mẹ bạn. C. Ông hàng xóm. Hả? Và D. Bạn từ dưới đất bạn chui lên. Rè. Trả lời. Dạ, với câu hỏi này khó quá. Em xin điện về cho người thân của em. Ừ, mày hỏi ai vậy? Dạ mẹ em. Hỏi lại lên. Dạ. Bởi vì cái sợ đâu á. Alo. Alo, alo. Mẹ nghe. À, mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy mẹ? Ờ, chăn heo. À, mẹ ơi, con đang chơi game show ở công viên này. Có một câu hỏi khó quá, con hỏi cho mẹ nè. Lý do nào con được sinh ra đời? A, do ba con. Ê, khoan. Dạ. Ừ, có công hàng xóm không? Dạ có. Ừ, chọn đó đó. Riêng. Dạ, câu C, ông hàng xóm là chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Tại sao ba bạn lại không sinh ra bạn? Hả? A. Do ba bạn không yêu mẹ bạn. B. Do mẹ bạn không yêu ba bạn. Trời ơi. C. Do ba bạn bà đi. Và D. Bạn thích bạn tự chui ra. Rèn. Trả lời đi. Dạ câu hỏi này khó quá, em cũng điện gì cho người thân của em. Ừ, mày hỏi mẹ mày hả? Dạ không, em điện ba em. Hỏi lẹ lên. Dạ, rồi chờ em xí. Alo. Alo ba hả ba? Không phải ba. Ai vậy? Chú Sáu. À, chú Sáu rồi ba, con đâu chú Sáu? Ba con đang ngồi coi đá banh. Ủa, ngồi ở đâu chú Sáu? Ngồi trong lòng chú Sáu. Yeah! Đó rồi. Dạ, ba đi. Chính xác. Nào,
Anh ơi nghỉ đi anh ơi, chơi gia đình em tan nát quá, em biết nhiều sự thật quá anh ơi. Mày sợ vừa thôi, nãy giờ cầm chiếc dép hả, trời ơi nghèo như vậy này làm sao có tiền mua điện thoại. Mày mắc cười quá, làm nghệ sĩ biết tưởng tượng, mày hiểu không? Hiểu, đơn hiểu. Nguyên tưởng tượng đó, đó tưởng tượng diễn nó thiệt. Hay quá hay quá. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo nha. Rồi. Câu hỏi như sau. Nghỉ đi nghỉ thôi đi vậy? Lo buôn lo bán đi ở đó mà câu hỏi tiếp theo. Lát ăn mì gói thấy bà bây giờ, đi đi. Này hỡi chàng trai. Nãy giờ ta chỉ thử con thôi. Gì vậy? Tài năng của con thì tuy có giới hạn, trí tuệ cũng vừa vừa, nhưng con là một ngôi sao ngày mai. Ta sẽ ươm mầm tương lai cho con. Ta sẽ lôi kéo con vào những cuộc thi nổi tiếng nhất hiện nay, đặc biệt là cuộc thi hot nhất, cuộc thi mới nhất và hấp dẫn nhất, cuộc thi cặp đôi hài hước. Trời ơi hay quá. Nhưng mà chú ơi, cái chương trình là cặp đôi hài hước. Ừ. Vậy bây giờ con thi với ai vậy chú? Chú nè. Ủa vậy chú là thí sinh. Trời ơi, vậy còn chần chừ nữa, chúng ta cùng đi. Mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những lời buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Dưới mưa trái tim rộn ràng với anh nhìn tình cảm dần mưa thấm lâu. Em nào ngờ trời ơi. Nghỉ đi mẹ Lâm, ông bảo cái tiết mục này giùm tôi nghe, nặng mùi kinh khủng. Cái thái độ gì vậy? Người ta chưa vô cái điệp khúc mà hả, bỏ chạy hết trơn hết trọi hà. Ông vô cái điệp khúc là chết luôn á. Chết cái gì? Sáng là mới ăn hột mít lấy hơi thôi mà hả, đối xử với người ta như vậy đó. Nè nè, anh ăn hột mít là anh sai 1, còn cái chuyện này là sai 10 nha anh. Sao sai 10 vậy? Nghĩ sao bắt tụi em hả, nghỉ làm ở nhà tập có một cái tổ hợp mà gần chết luôn mà gai đáp mền không là sao? Mắc cười quá, tụi bay là vũ đồn giấu mặt, ai cho tụi bay lòi cái mặt ra? Thì kỳ vậy hả, bị nghỉ thì không múa gì hết. 1, 2, 3, 4 thiếu một con vũ đoàn. Ủa, chú ba một đâu? Con vũ đoàn. Chú ba đâu rồi? Chú ba trời ơi, chú ba bị mất tích rồi. Ai vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi trời ơi, chú ba ơi, chú ba, trời ơi, đồi thông hai mộ. Mà muốn nghẹt đường thở luôn à. Dạ sao vậy chú ba? Mày bỏ ngay cái tiết mục này giùm tao nha. Trời, con thấy dễ thương, ai cũng vỗ tay mà sao kỳ vậy? Vỗ cái gì? Trời ơi, ngợp quá, chịu không nổi. Mày thôi, mày vô mày lo đồ ăn cho đám cưới hôm nay đi. Chú yên tâm, với cái đám cưới này con đã chuẩn bị cái menu hết trơn hết trọi rồi. Đâu, nói nghe coi. Bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết cái menu của con gồm món khởi động là hột bích luộc ăn với dưa chuột. Trời. Món thứ hai là lẩu hột mít ăn với xúc xích. Món thứ ba là hột mít rang ăn với phai lang. Trời ơi, con tên là Tố Nữ mà, chứ vậy con phải đãi mọi người ăn hột mít chứ. Trời ơi, cái mùa này không có Tố Nữ xíu nào hết. Tố Nữ ơi, thôi gọi cái cổng hoa đâu. Cổng hoa đâu? Cổng hoa đâu mấy đứa ơi? Dạ có cổng hoa đây. Trời ơi đẹp quá cổng hoa. Mà sao thấy giống bông cúng quá vậy mày? Trời ơi, cái này là chú đưa con có 150 đâu, đủ tiền mua đâu. Tha hê, cái cổng này là không 200 rồi. Các bạn đi dọc đường thấy bông con lấy gắn lên. Lẫm đâu? Nghe địa. Trời ơi. Trời ơi. Người chết mày cũng không tha nữa. Mày nghĩ sao? Bông người ta cúng mày gắn lên làm bông cưới vậy? Không, cây nhà lá vườn mình có gì mình chơi đó đi chú. Trời, tao sợ mày luôn á. Quan trọng là cái này. Đó, che đậy như vậy là rất là hợp vệ sinh. Được á. Con sẽ mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hai, ba. Trời ơi. Mày ơi, tôi biết chữ này nè. Cái này là bánh quy đúng không? Má ơi, sai rồi, cái này là đột quỵ. Đâu, cái này là chữ đám cưới. Bậy, cái này chữ gì? Ơi, không biết chữ mà mày đặt tài lanh không à? Trời ơi, không biết con mới chạy lên đầu đường coi coi cái đám cưới người ta ghi chữ gì là con về con ghi y chang. Trời ơi, đám cưới người ta ghi chữ du quy mà. À, cái này mới cải cách nó khác, hiểu không? Trời ơi. Thôi mà kệ đi, sớm này có mình tao biết chữ à. Không ai biết đâu. Thôi đừng nói. Vậy thôi, tao không nói ai biết. Còn mày. Hả? Lại. Mày lo cái vụ bên nhạc sao rồi? Dạ con liên hệ nhạc công hết rồi chú. Vậy hả? Ba giá dạ, người thì 700, người 500, người 300. 700 sao? 700 là bài nào cũng đánh được. 500? 500 thì đánh bài được, bài không. Còn 300? 300 Mai Cà Lâm mới hát. Làm
sao? Dạ tại vì cái người 300 đó đánh là đánh ba nốt vô chỗ, cho nên ai cà lâm mới hát được. Thí dụ như là hát là hôm lỡ xa giao đôi mắt em giàu khó quá vậy. Dạ thôi nhưng mà tao đưa mày 100 mày ráng kiếm người nào 100 thôi. Ừ 100 á, có nhạc công này 100 mày chú mướn không? Ai? Con nè. Rồi được không? Trời ơi xin lỗi nghe, con đánh đàn cho mấy bạn nhậu con nó khen quá trời luôn á. Khen gì mày? Trời bữa đó cái bài đó nhạc sĩ là viết La Trưởng không? Con Quýnh La Phong nó hát nóc nhà chết ba thằng rồi. Trời ơi. Vậy là khen hay hả? Chưa đâu. Bữa đó là con nhỏ kia kìa nó đẹp lắm, nó lên em còn đang đánh nhạc á. Nó lên nó cái anh ơi đánh son cho em, cái con lấy cây son đánh cái mỏ nó, cái chồng nó quýnh em máu không luôn á. Trời ơi duyên dáng quá ha. Mắc cười quá. 100 ngàn là tôi lên tôi bào hết cái khu này luôn. Chú ơi nó làm 100 con xài 25 ngàn thôi, mướn con đi. 25 ngàn kinh nghiệm đầy mình, tao mướn mày. Tao nói con đánh ngoài trời không, đánh hàng ngàn người coi, xếp ra coi con đánh luôn. Rồi dữ vậy mày. Ê ông cũng làm trong bán nhạc quá, 7 năm kinh nghiệm sao giấu nghề quá cha. Trời ơi bây giờ là chuyển qua nấu hột mít rồi, là cái nhạc là giờ yếm vào tủ hay đó. Ê, thử nếu được tao mướn mày 25 ngàn nè. Ông giờ thử dày nốt cho mọi người ta nghe thử coi đó. Mình là dân nghệ sĩ rồi, đánh đàn rồi phải chuyên nghiệp đồ đó, là phải bây giờ phải thử dây nè. Đó nó tạo dáng rồi nha mấy đứa. Rồi 1 2 3 thử dây. Đô 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 rê 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 mi 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 mi. Có nghề quá. Nghệ sĩ mà chơi đàn lỏng quá không được rồi. Tôi đó nó chuyên nghiệp nó chỉnh cái. Đâu 2 3 vô cái coi. Đánh đàn 2 3 đi. Đánh đàn 2 3 vô. 1 10 3 4 5 1 2 3 1 3 4 5 1 1 1 2. Mày làm gì vậy? Con đánh trong đội. Trời ơi 7 năm kinh nghiệm là mày đánh vậy hả? Dạ con là 7 năm ông làm cái gì? Liên đội trưởng. Tao nói giỏi lắm nha, mỗi lần nghỉ học là thầy hiệu trưởng nghỉ dạy luôn. Trời ơi đánh một cái là hàng ngàn con người im ghe nghe con đánh. Trời ơi bây giờ tào lao quá, bây giờ dẹp được không? Sao tới dẹp? Cái bây giờ chú đưa con 5 ngàn thôi con đánh cho. Mày đánh cái gì? Đánh như mặt hay nói chứ làm gì. Thôi đám đuối tự nhiên đánh lộn vậy. Bây giờ MC đâu? MC đâu rồi? Hiểu MC. Con hiểu rồi. Cái con này nó nghiệt lắm, phải kêu đúng cái nghệ danh nó mới ra. Để con kêu cho. 2 3 em. MC tới rồi đây chú ơi. Ôi mấy tay này làm luôn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trang chúng tôi là cụ Trần chắc chết sau một thời gian. Mày điên rồi. Mày như một con điên luôn. Đám cưới người ta mày thấy không? Tôi chết nấy mới dẫn đám ma bị nịu. Mà thằng nào làm cái cổng hoa như đám ma vậy? Mày điên hả? Cổng hoa là đám cưới, chỉ là cái tràng hoa kìa mới đám ma. Bây giờ làm lại là tao bắt nhịp cho nè. 2 3. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trai chúng tôi đã... Mày làm cái gì vậy? Chôn ngay cái suy nghĩ của nó. Trời ơi. Chôn liền. Xong cho nó đẻ trứng. Kêu nó làm lại. Bây giờ làm lại chuyên nghiệp nè. 2 3. Kính thưa quan viên hai họ, đã sắp tới giờ làm lễ, đề nghị quan viên này họ ổn định chỗ ngồi để hôn lễ của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Ladies and gentlemen, kính thưa quý vị các bạn có mặt trong buổi lễ cưới ngày hôm nay, đàn trai và đàn gái một lời chào trân trọng nhất. Hello, sẹt. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn uống thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nhậu xỉn và té ghế. Thì có cái xích beo dưới ghế chúng ta có quẹt vô đây, chúng ta sẹt lại cho khỏi té ghế nha quý vị. Hello, phọt. Và khi mà chúng ta ăn nhậu thả ga thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phọt ra. Có cái bịch ở dưới ghế mà phọt móc ra là phọt vô để đỡ mất vệ sinh. Phò ly, acid. Ly là ly mượn, coi chừng ăn bị bể ly. Quýnh lộn, đừng có tạc acid hay tạc mắm niêm. Mày điên hả? Tao nói acid là lối thoát hiểm. Trời ơi, nói tiếng Anh không có hiểu. Ok. Khoai mì leo mà đời. Mọi người tới đây à? Khoai mì leo, Buồn. Ăn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Mày tao có biết tiếng Thái đâu, mày dịch tiếng Thái mày. Mày MC rồi mày sao mày cười quá. Mày bước về làm mày giỏi làm MC mày lấy. Thôi cái bài bây giờ lo là đám cưới hay đứng kể lộn. Lẹ đi đâu làm lẹ. Trời ơi đây. Đi bước vô. Dạ kính thưa quý vị, không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa. Bây giờ hôn lễ xin phép được bắt đầu. Hey. Hey, yo.
đức trai làng anh công tử giàu sang. Nhân gái quê em quê cán con nhà. Nhà em có ruộng cỏ bay mà thẳng cánh á. Nhà em có vườn trái cây rất bảnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con. Em nhất làng ngoài. Gì vậy? Vậy? Chuyện gì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Hai đám cưới! Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Mặc áo dài cưới, cầm mã tấu, như vậy là cô dâu đại chiến. Đúng, tôi make up. Make up, điên đi, make up. Make up gì mà make up mà cầm cây dựa ra làm gì? Đang trang điểm cô dâu. Chú với chị hốt đại cây này ai biết đâu. Trời ơi, cô dâu đâu? Cô dâu xong rồi, ra đi. Đi vô trong nói, vô trong kêu cô dâu đi. Cô dâu đâu? Lẹ 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 lẹ. Nó đâu mà mướn có make up kỳ cục kỳ nơi vậy? Quan viên hai họ, nghĩa địa nào cũng phải có mộ. Chính vì vậy đám cưới không thể thiếu cô dâu. Và sau đây một tràng vỗ tay to dã man đón chào cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Hú hồn hả? 2, 3. Cô dâu chú rể làm bể bình bông. Đổ thừa con nít bị đòn tét tắt. Mày mày diễn cái nét gì mà thô vậy? Không, tôi thấy con dâu tôi tán dễ xanh nở. Nó đã có chừa nó xinh nở. Ủa chưa hả? Chưa. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Em xúc động quá. À đừng có xúc động cô dâu, còn nhiều tiết mục nữa. Vậy bây giờ là phần trao quà cho cô dâu. Xin mời Big Girl. Vâng, kính thưa quý vị, nửa. Vâng, kính thưa quý vị, đại diện cho hai bên đàn trai xin tặng cho cô dâu chuỗi ngọc trai hột mít. Trời ơi. Vòng đeo tay hột mít. Nhẫn hột mít. Và tặng một bài thơ xù xì ốc mít lùi cho ăn no tét cái bẹp nhằm ngày mùng ba. Thằng cha nào tét cái bẹp phải nói cho ra chính là cái con này tét cái bẹp. Dễ thương duyên dáng. Wow, vậy là trong phút chốc em đã trở thành công chúa hột mít. Tôi thật là thích. Đâu còn món quà thứ hai nữa. Dùng dù bị mụn hay bị dao bị nắm móc chành lát là ở lúc lâu bay hơi ác lào bị nắm móc tay cái chân kẻ ngứa sẽ đến với bạn trong từng ngày từng giờ. Dù bạn có là ai bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi, chỉ một cách là phải xuất khẩu, chỉ một cách là phải điều trị. Yeah. Nhân dịp con về nhà chồng cả sớm có hùng tiền lại mua cho con chai thuốc sức lát. Giữ đi con, tấm lòng của cả sớm đó. Con cảm ơn bác. Về bịch thuốc lát bác chỉ cần tặng, không cần phải hát. Trời ơi. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, phim hành động là phải có xe tăng đại bác, đám cưới là phải có tiếng hát lời ca, lâu lâu mới có nhạc về, ngu gì không hát, đi hát karaoke cho tốn tiền. Vâng, dưới bà con cô bác ai nghĩ rằng mình hát hay thì lên đăng ký đi nào. Em đăng ký anh. Em hát thường hay hát dịch vụ? Ủa, hát thường sao, dịch vụ sao anh? Hát dịch vụ là hát liền, hát thường chờ khách về mới hát. Ê khoan đã. Dạ. Cha này đâu nhìn mặt là lạ. Em lắm trên đời không mời cũng tới, ở đâu đám cưới ở đó có em. Thánh anh trực nói vậy em buồn anh hả? Nói vậy em buồn sao buồn anh trực? Nói vậy buồn anh. Nhưng mà từ đâu tới? Em bắt xe đò từ Cần Thơ lên đây đó anh. Trời, từ Cần Thơ lên đám cưới hả? Dạ. Vâng, để tình đường xa xa xôi, sau đây sẽ là một ca khúc từ tới từ ca sĩ lắm trên đời không mời cũng tới. Hát hay nha. Tối vào tận nghĩa trang khi nắng chiều vừa nhạt bóng. Thôi vô viên rồi, đi xuống đi. Dặn ra ngồi đấy là dân đám ma cũng lên hát bài này á. Dạ đúng rồi. Lắm trên đời không mời cũng tới. Ở đâu đó thì ở đâu có. Thôi được rồi, vô đi. Vô đi. Vâng. Vô đi. Thôi. Sau đây. Đậu
Trời ơi. Sau đây, sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một nhóm hài đình đám. Nhóm hài đến từ thành phố Sương Mù. Nhóm hài mang tên Đà Lạt Phố. À, sao Vinh Long? Ô, anh Mãi Long à? Trời ơi, đi đám cưới. Tôi cũng đi đám cưới nè. Ê, có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Chuẩn bị rồi. Giờ tôi đố anh nghe. Con cá gì nó có ba đuôi? Cái ba đuôi. Ê, con cá gì nó có bảy màu? Cái bảy màu. Con cá gì? Con cá gì mà nó chùi kiến được? Cái chùi kiến. Còn con cá gì? Cái gì nó hình tròn? Không biết. Cá gì chiên? Bây giờ đố anh ra, bây giờ đố anh hút cái gì không phê? Hút cú. Sai. Hút thuốc lào. Sai. Hút cái gì? Hút mỡ bụng. Bây giờ tôi đố anh nè, cái này là chủ đề tình nè. Cái tình gì? Cái tình gì mà nghe qua là có âm nhạc? À, tình tình ca. Sai. À, tình quê hương. Sai. Tình bolero. Sai. Vậy chứ tình gì? Tình tích tình ta. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục hài của chúng em đến đây là kết thúc. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi tôi nói em rồi, đừng có nhận tấu hài đám cưới ăn không mà không có cười đâu. Ai biết qua tập thấy vui mà. Vừa rồi chỉ là một tiết mục bi thôi. Sau đây sẽ là một tiết mục đặc sắc, một tiết mục do xóm nghèo chúng em tự tập và dàn dựng, và đặc biệt có sự xuất hiện của cô dâu. Ôi trời nóng quá, phải đạp xe cho mát mới được. Con đưa với cô không? Dạ. Con đùa với cô không? Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Mời vô. Kính thưa quan viên hai họ, sau đây sẽ là tới phần mà quan viên hai họ đời chờ nhất. Đó chính là phần xuất hiện của chú già. Mọi người cứ để đó đi, không cần phải dẹp đi đâu. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em biết là xóm nghèo của mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà mọi người cũng đã cố gắng để tổ chức cho em một cái lễ cưới thật là đàng hoàng ngày hôm nay, giúp cho tụi em thực hiện được tâm nguyện của mình. Em mang ơn mọi người nhiều lắm. À, cuối cùng thì chúng ta đã có được một đám cưới thật đàng hoàng với nhau. Cuối cùng thì tụi mình đã có một cái lễ cưới đàng hoàng. Lẽ ra ngày này phải đến từ lâu lắm rồi mới phải. Nếu như chuyến xe định mệnh năm đó không cướp mất anh của em. Nhưng mà không sao, cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim của em. Anh luôn là chồng của em. Em luôn là vợ của anh. Và ngày hôm nay anh nhìn nè,
chính thức trở thành cô dâu. Xuyên Việt tới lớp hội mùa 2 đã sẵn sàng. Hoành tráng hơn, cười nhiều hơn, cực đã hơn. Với sự tranh tài của 4 nhóm, Hey Man, những chàng trai, Khủng Long Tí Hon, nhóm kỳ tài cùng những thí sinh cười Xuyên Việt mùa đầu tiên, và nhóm The Beat với các thành viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Những tiết mục hài đặc sắc, mới mẻ, nội dung sâu sắc và đương nhiên luôn được đầu tư hoành tráng đúng chất cười Xuyên Việt với sự dẫn dắt những câu chuyện đằng sau hậu trường của bộ đôi MC cực chất, diễn viên Khả Như và diễn viên Anh Tú. Điểm khác biệt năm nay, ngoài tiết mục dự thi chính, mỗi nhóm sẽ có thêm phần thử thách tăng cường, tương tác diễn tình huống được đưa ra cùng ban bình luận để nhận thêm điểm cộng từ giám khảo chính Kiều Anh. Chủ đề đầu tiên, bài học tuổi trẻ. Nhiều bài học của tuổi trẻ nổi bật nhất với 4 mảng sẽ được đề cập trong chương trình là tình, tiền, tu, tội. Qua đó, 4 nhóm sẽ mang đến sự thể hiện như thế nào với những tiết mục hài hước của mình. Còn bây giờ với chủ đề bài học tuổi trẻ, không để quý khán giả chờ lâu nữa, hãy đến ngay với sân khấu để hòa mình vào hội Tiếu Lâm của cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2017. Lời đầu tiên xin cho anh Tú, Khả Như. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2017. Chương trình Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2017 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Anh Tú nè, anh Tú biết cái điều thú vị của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội năm rồi mà mọi người ấn tượng đó là cái gì không? Nếu tôi đoán không lầm đó chính là ban bình luận. Đúng chưa? Đúng rồi, và ban bình luận năm nay lại càng ấn tượng hơn. Năm ngoái là nhiêu người ta? 3 người. Năm nay tăng cường thêm là 4 người mà khách mời luân phiên. Wow. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta phải giới thiệu ngay. Bởi vì sao? Bởi vì những khách mời của chúng ta và cả những vị cố định đang rất là háo hức để mà chặt chém nhau. Vậy bây giờ Tú xin được trân trọng giới thiệu ban bình luận, diễn viên Buka và diễn viên Tuấn Dũng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Nam Hư, diễn viên Dương Lâm. Và một thành phần không thể thiếu, cực kỳ quan trọng, đó chính là thành phần ban giám khảo. Và Tú xin được trân trọng giới thiệu giám khảo Kiều Anh và giám khảo khách mời Tấn Bao. Và chúng ta sẽ cùng đếm ngược 3, 2, 1 để khởi động chương trình Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2017. 3, 2, 1, bắt đầu! Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là phần đặt cược của 4 nhóm trong từng game thi. Ở lượt đầu tiên, 4 nhóm sẽ bốc thăm thành từng cặp để thi đấu xoay vòng. Trước khi bước vào phần thi, mỗi nhóm được ban tổ chức cấp quỹ là 30 triệu đồng. Trong từng cặp thi đấu, mỗi nhóm sẽ đặt cược cho tiết mục của mình với 3 mức đặt cược: 5 triệu, 10 triệu và 15 triệu. Mỗi mức cược chỉ được đặt một lần. Đội chiến thắng là đội có số điểm cao hơn. Đội thắng sẽ được nhận ngay số tiền mặt chuyển từ quỹ của đội thua. Đội thua sẽ bị trừ vào quỹ đúng bằng số tiền cược của đội thắng. Và kết quả đặt cược sẽ được giữ bí mật cho đến cuối chương trình. Số tiền quỹ còn lại cuối cùng sẽ được trao trả về cho ban tổ chức. Ở đêm thi tối nay sẽ là phần tranh tài của hai nhóm. Nhóm kỳ tài gồm những thành viên đã tham gia Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên sẽ thể hiện mảng vấn đề tình của chủ đề bài học tuổi trẻ. Đấu trực tiếp với kỳ tài là nhóm The Beat, gồm các thành viên nhỏ tuổi đang học phổ thông và chưa từng bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Sự trẻ trung của nhóm sẽ thể hiện qua mảng vấn đề tội của chủ đề bài học tuổi trẻ. Một trận đấu hết sức hấp dẫn đã sẵn sàng. Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, vui mừng vì chúng ta đã gặp nhau ở phòng đặt cược. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm. Chào em. Dạ chào chị. Chào em. Chào em, các em. Dạ em chào anh. Trời
Trời đất ơi, em tưởng là em lớn nhất ở đây, may quá có anh ở đây. Ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra anh Đời nè, bé Hoài Thi nè, Mạc Băng Khoa nè, Y Nhu và bạn Trường Sơn. Và quý vị khán giả đã quen mặt với nhóm này như thế nào rồi, biết được nét diễn của từng người, mà không biết là khi mọi người kết hợp với nhau có sự khó khăn nào không ạ? Nói chung là cũng có khó khăn, về dưới thì cũng ít làm nghề, nhưng mà những lần thấy anh em trên TV buồn, nhớ lắm, nhớ nghề lắm. Thì hôm nay khi mà gửi anh em mở lời để mình tham gia cuộc thi này rất là mừng, anh em động viên nhau thôi, và cũng xem xếp công việc này kia và động viên nhau lên cố gắng tập hoàn thành. Nói chung là cố gắng thế nào mang những tiếng cười giống như mùa 1 mình đã từng tham gia gửi cho quý khán giả. Nhưng mà Như tin là cái sự khó khăn đó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến với cái chất lượng của tiểu phẩm mình dự thi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng, đó là đặt cược. Ở đây chúng tôi có ba mệnh giá, đó là 15 triệu, 10 triệu và 5 triệu. Không biết là nhóm sẽ quyết định đặt cược bao nhiêu. Bây giờ Khánh Như sẽ đi ra ngoài để cho nhóm bàn luận thảo luận với nhau. Sau khi thảo luận, các bạn bỏ vào bên trong phong bì cười xuyên Việt Tiếu Lâm Hội để mà niêm phong nó lại, tạo sự hấp dẫn cho chương trình, cả MC nữa bỡ ngỡ lắm. Nè mọi người tập trung nha, cố gắng lên nha. Dạ. Được là được hết, mất là mất hết nha. Sao giờ sao? Thì bây giờ mình nhắm cái tiểu phẩm nào mà mình tự tin nhất, đúng không? Thì mình đặt được 15. Sao đời thấy vui chưa? Thường là anh khóa chơi lớn lắm á. Nhà anh ai đi chợ? Anh đi không ạ? Anh đi là đi rồi, anh chọn đi. Thôi anh đi chợ đi. Đây chính là cái phần đẹp cười của nhóm chúng tôi. Vâng, hy vọng là lần này anh Đời á, ảnh là người bỏ phiếu, anh là người đi chợ, sẽ đem đến may mắn cho nhóm. Rồi, ngay bây giờ Khả Nhân sẽ niêm phong và chúng ta sẽ được biết số tiền cược của chương trình. Tôi cảm thấy cái nhóm này phải đặt tên là nhóm báo thù. Nhóm báo thù, tại sao? Tự nhiên có anh Lâm Văn Đời với chị Hoài Thi thôi, sao báo thù được? Không phải, là tại vì á, thí sinh từ mùa 1, mùa 2 quay trở lại với cười siêu việt Tiếu Lâm Hội. À, là gom lại một nhóm một lát gặp đi rồi biết. Gì khủng khiếp gì vậy hả? Mà không biết cái sự kết hợp á, một cái nhóm như vậy, không biết có thành công không hả? Không, cái này mình không nói trước được đâu, nhưng mà chắc chắn là quay lại đây là phải lợi hại hơn xưa thôi. Mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những lời buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dần mờ thấm lâu. Một này giùm tôi nghe, nặng mùi kinh khủng. Cái thái độ gì vậy? Người ta chưa vô cái điệp khúc mà hả, bỏ chạy hết trơn hết trọi hả? Ông vô cái điệp khúc là chết luôn á. Chết cái gì? Sáng là mới ăn hột mít lấy hư thôi mà hả, đối xử với người ta như vậy đó. Nè nè, anh ăn hột mít là anh sai 1, còn cái chuyện này là sai 10 nha anh. Sao sai 10 vậy? Nghĩ sao bắt tụi em hả, nghỉ làm ở nhà tập có một cái tổ hợp mà gần chết luôn mà ra đáp mền không là sao? Bắt cười quá, tụi bay là vũ đoàn giấu mặt, ai cho tụi bay lòi cái mặt ra? Thì kỳ vậy hả, bị nghỉ thì không múa gì hết. 1, 2, 3, 4 thiếu một con vũ đoàn. Ủa, chú một ba con đâu? Vũ... Ủa, chú ba đâu rồi? Chú ba đâu? Chú ba. Trời ơi, chú ba bị mất tích rồi. Ai vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi, vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi. Trời ơi. Chú ba ơi. Chú ba. Trời ơi, đồi thông hai mộ. Mà muốn nghẹt đường thở luôn á. Dạ sao vậy chú ba? Mày bỏ ngay cái tiết mục này giùm tao nghe. Sao con thấy dễ thương, ai cũng vỗ tay mà sao kỳ vậy? Vỗ cái gì? Trời ơi, ngợp quá, chịu không nổi. Mày thôi, mày vô mày lo đồ ăn cho đám cưới hôm nay đi. Chú yên tâm, với cái đám cưới này con đã chuẩn bị cái menu hết trơn hết trọi rồi. Đâu, nói nghe coi. Bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết cái menu của con gồm món khởi động là hột bít luộc ăn với dưa chuột. Trời. Món thứ hai là lẩu hột mít ăn với xúc xích. Món thứ ba là hột mít rang ăn với phai lang. Trời ơi, con tên là tố nữ mà, chứ vậy con phải đãi mọi người ăn hột mít chứ. Trời ơi, cái mùa này không có tố nữ xíu nào hết, tố nữ ơi. Rồi, gọi cái cọng hoa đâu? Cọng hoa đâu? Cọng hoa đâu mấy đứa ơi? Dạ, có cọng hoa đây. Trời ơi, đẹp quá, cọng hoa.
Mà sao thấy giống bông cúng quá vậy mày? Trời ơi, cái này là chú đưa con có 150 đâu đủ tiền mua đâu. Tha hê cái cổng này là không 200 rồi. Các con đi dọc đường con thấy bông con lấy gắn lên. Lẫm đâu? Nghĩa địa. Trời ơi. Trời ơi mày. Người chết mày cũng không tha nữa. Mày nghĩ sao? Bông người ta cúng mày gắn lên làm bông cưới vậy? Không, cây nhà lá vườn mình có gì mình chơi đó đi chú. Trời, tao sợ mày luôn á. Quan trọng là cái này. Đó, che đậy như vậy là rất là hợp vệ sinh. Được á. Con sẽ mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hai ba. Hai ba. Trời ơi. Mày ơi, tôi biết chữ này nè. Cái này là bánh quy đúng không? Má ơi sai rồi, cái này là đột quỵ. Đâu, cái này là chữ đám cưới. Mày, cái này chữ gì? Thôi, không biết chữ mà mày đặt tài lanh không à. Trời ơi, không biết con mới chạy lên đầu đường coi cái đám cưới người ta ghi chữ gì là con về con ghi y chang. Trời ơi, đám cưới người ta ghi chữ du quy mà. À, cái này mới cải cách nó khác, hiểu không? Trời ơi. Thôi mày kệ đi, sớm này có mình tao biết chữ à. Không ai biết đâu. Thôi đừng nói. Vậy thôi tao không nói ai biết. Còn mày hả? Lại đây. Mày lo cái vụ bên nhạc sao rồi? Dạ con liên hệ nhạc công hết rồi chú. Vậy hả? Ba giá dạ, người thì 700, người 500, người 300. 700 sao? 700 là bài nào cũng đánh được. 500? 500 thì đánh bài được, bài không. Còn 300? 300 Mai Cà Lâm mới hát. Trời. Làm sao? Dạ tại vì hả, cái người 300 đó đánh là đánh ba nốt vô chỗ, cho nên Ai Cà Lâm mới hát được. Thí dụ như là hát là hôm lỡ xa giao đôi mắt em giàu. Khó quá vậy. Dạ. Thôi nhưng mà tao đưa mày 100 mày ráng kiếm người nào 100 thôi. 100 á. Có nhạc công này 100 mày chú mướn không? Ai? Con nè. Rồi được không? Trời ơi xin lỗi nghe, con đánh đàn cho mấy bạn nhậu con nó khen quá trời luôn á. Khen gì mày? Trời ơi bữa đó cái bài đó nhạc sĩ là viết La Trưởng không? Con Quýnh La Phong nó hát nóc nhà chết ba thằng rồi. Trời ơi. Vậy là khen phải hả? Chưa đâu. Bữa đó là con nhỏ kia kìa nó đẹp lắm, nó lên em còn đang đánh nhạc á. Nó lên nó cái anh ơi đánh son cho em, cái con lấy cây son đánh cái mỏ nó cái chồng nó quýnh em máu không luôn á. Trời ơi duyên dáng quá ha. Mắc cười quá. 100 ngàn là tôi bào hết cái khu này luôn. Chú ơi nó làm 100 con xài 25 ngàn thôi, mướn con đi. 25 ngàn. Kinh nghiệm đầy mình. Tao mướn mày. Tao nói con đánh ngoài trời không, đánh hàng ngàn người coi. Xếp ra coi con đánh luôn. Trời dữ vậy mày. Ê ông cũng làm trong bán nhạc quá. 7 năm kinh nghiệm. Sao giấu nghề quá cha. Trời ơi bây giờ là chuyển qua nấu hột mít rồi. Là cái nhạc là giờ yếm vào tủ. Hay đó. Ê, thử nếu được tao mướn mày 25 ngàn nè. Ông giờ thử dày nốt cho mọi người ta nghe thử coi. Đó mình là dân nghệ sĩ rồi đánh đàn rồi phải chuyên nghiệp. Đồ đó là phải bây giờ phải thử dây nè. Đó nó tạo dáng rồi nha mấy đứa. Rồi 1, 2, 3 thử dây. Đô 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 rê 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 mi 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 mi. Có nghề quá. Nghệ sĩ mà chơi đàn lỏng quá không được rồi. Đó nó chuyên nghiệp nó chỉnh cái. Đâu 2, 3 vô cái coi. Đánh đàn 2, 3 đi. Đánh đàn 2, 3 vô. 1, 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3 Mày làm gì vậy? Con đánh trong đội. Trời ơi 7 năm kinh nghiệm là mày đánh vậy hả? Dạ con là 7 năm ông làm cái gì? Liên đội trưởng. Tao nói giỏi lắm nha, mỗi lần nghỉ học là thầy hiệu trưởng nghỉ dạy luôn. Trời ơi. Đánh một cái là hàng ngàn con người im ghe nghe con đánh. Trời ơi bây giờ tào lao quá, bây giờ dẹp được không? Sao tới dẹp? Đi cãi, bây giờ chú đưa con 5 ngàn thôi con đánh cho. Mày đánh cái gì? Đánh như mặt hay nói chứ làm gì? Thôi đám cưới tự nhiên đánh lộn vậy. Bây giờ MC đâu? MC đâu rồi? Hiểu MC. Con hiểu rồi. Cái con này nó nghiệt lắm, phải kêu đúng cái nghệ danh nó mới ra. Để con kêu cho. 2, 3 em. MC tới rồi đây, tới rồi đây chú ơi. Ôi, phải tới rồi, làm đây, vô, làm luôn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trai chúng tôi là cụ Trần chắc chết sau một thời gian. Mày điên rồi. Mày như con điên luôn. Đám cưới người ta mày thấy không? Thôi chết nấy mới dẫn đám ma bị niệu. Mà thằng nào làm cái cổng hoa như đám ma vậy? Mày điên hả? Cổng hoa là đám cưới, chỉ là cái tràng hoa kìa mới đám ma. Bây giờ làm lại là tao bắt nhịp cho nè. 2, 3 Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng tranh chúng tôi đã... Mày làm cái gì vậy? Chôn ngay cái suy nghĩ của nó. Trời ơi. Chôn liền. Không cho nó đẻ trứng. Kêu nó làm lại. Bây giờ làm lại chuyên nghiệp nè. 2, 3 Kính thưa quan viên hai họ, đã sắp tới giờ làm lễ, đề nghị quan viên này họ ổn định chỗ ngồi để hôn lễ của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Lady and gentlemen, kính thưa quý vị các bạn có mặt trong buổi lễ cưới ngày hôm nay, đàn trai và đàn gái một lời chào trân trọng nhất. Hello, sạc. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn uống thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nhậu xỉn và té ghế. Thì có cái xích beo dưới ghế chúng ta có quẹt vô đây, chúng ta sẹt lại cho khỏi té ghế nha quý vị. Hello, phọt. Dạ
khi mà chúng ta ăn nhậu thả ga thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phọt phọt ra. Có cái bịch ở dưới ghế mà phọt phọt móc ra là phọt phọt vô để đỡ mất vệ sinh. Phò ly, acid, acid. Ly là ly mượn, coi chừng ăn bị bể ly. Quýnh lộn đừng có tạt acid hay tạt mắm niêm. Mày điên hả? Tao nói acid là lối thoát hiểm. Trời ơi, nói tiếng Anh không có hiểu. Ok. Khoi mi leo mà đời, mọi người tới đây à? Khoi mi lai, buồn. Ăn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tiếng Thái đâu mày, dịch tiếng Thái mày. Mày MC rồi mày sao mày cười mày quá. Mày bước lên làm mày MC. Mày giỏi em làm MC mày lấy. Thôi cãi hoài, bây giờ lo làm đám cưới hay đứng cãi lộn. Lẹ đi vô làm lẹ. Trời ơi đi. Đi bước vô. Dạ kính quý vị, không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa. Bây giờ hôn lễ xin phép được bắt đầu. Hey. Nhật trai làng Anh công tử giàu sang. Nhật gái quê quê cát con nhà. Nhà em có ruộng cỏ bay mà thẳng cánh á. Nhà em có vườn trái cây rất bảnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con. Em nhất làng ngoài. Em làm gì vậy? Ai vậy? Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Mặc áo dài cưới, cầm mã tấu như vậy là cô dâu đại chiến! Đúng! Tôi! Make up! Mà cầm cây dựa ra làm gì? Đang trang điểm cô dâu. Chú với chị hốt đại cây này ai biết đâu. Trời ơi! Cô dâu đâu? Cô dâu xong rồi, ra được chưa? Đi vô trong nói, vô trong kêu cô dâu đi. Cô dâu đâu? Ra ra không? Lẹ! Nó đâu mà mướn cô bắt cấp kỳ cục kỳ nơi vậy? Kính thưa quan viên hai họ, nghĩa địa nào cũng phải có mộ. Chính vì vậy đám cưới không thể thiếu cô dâu. Và sau đây một tràng vỗ tay to dã man đón chào cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Trời ơi! Hú hồn hả? 2, 3. Cô dâu chú rể làm bể bình bông. Đổ thừa con nít bị đòn tét tách. Mày diễn cái nét gì mà thô vậy? Không, tôi thấy cô dâu tôi tán dễ xanh nở. Nó đã có chữa rồi xinh nở. Ủa chưa hả? Chưa. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Em xúc động quá. À đừng có xúc động cô dâu, còn nhiều tiết mục nữa. Vậy bây giờ là phần trao quà cho cô dâu. Xin mời Big Girl. Vâng, kính thưa quý vị. Nữa. Vâng, kính thưa quý vị. Đại diện cho hai bên đàn trai, xin tặng cho cô dâu chuỗi ngọc trai hột mít. Trời ơi. Vòng đeo tay hột mít. Nhẫn hột mít. Và tặng một bài thơ. Xù xì ốc mít lùi cho ăn no tét cái bẹp nhằm ngày mùng ba. Thằng cha nào tét cái bẹp phải nói cho ra chính là cái con này tét cái bẹp. Dễ thương, duyên dáng. Wow, vậy là trong phút chốc em đã trở thành công chúa hột mít. Tôi thật là thích. Hết đâu, còn món quà thứ hai nữa. Yes. Dù bị mụn hay bị cao, bị nắm bóp chà lát, là ở lúc lâu bê hay ác lào, bị nắm bóp cả tay cái chân, kẻ em mới sẽ đến với bạn trong từng ngày, từng giờ. Dù bạn có là ai, bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi, chỉ một cách là phải xuất khố, chỉ một cách là phải điều trị. Yeah! Nhân dịp con về nhà chồng, cả sớm có hùng tiền lại mua cho con chai thuốc sức lát. Giữ đi con, tấm lòng của cả sớm đó. Con cảm ơn bác. Về bịch thuốc lát, bác chỉ cần tặng
không cần phải hát. Trời ơi. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, phim hành động là phải có xe tăng đại bác, đám cưới là phải có tiếng hát lời ca, lâu lâu mới có nhạc về, ngu gì không hát, đi hát karaoke cho tốn tiền. Vâng, dưới bà con cô bác ai nghĩ rằng mình hát hay thì lên đăng ký đi nào. Em đăng ký anh, em. Hát thường hay hát dịch vụ? Ủa, hát thường sao, dịch vụ sao anh? Hát dịch vụ là hát liền, hát thường chờ khách về mới hát. Ê khoan đã. Dạ. Cha này đâu nhìn mặt lạ lạ. À, ừ. Em, lắm trên đời, không mời cũng tới, ở đâu đám cưới, ở đâu có em. Thánh anh trực. Nói vậy em buồn anh. Hả? Nói vậy em buồn. Sao buồn? Anh Trực nói vậy buồn anh. Nhưng mà từ đâu tới? Em bắt xe đò từ Cần Thơ lên đây đó anh. Trời, từ Cần Thơ lên đám cưới hả? Dạ. Vâng, để tình đường xa xa xôi, sau đây sẽ là một ca khúc từ tới từ ca sĩ Lâm Văn Đài, không mời cũng tới. Hát hay nha. Tối vào tận Nghĩa Trang, khi nắng chiều vừa nhạt bóng. Thôi, thôi vô duyên rồi, đi xuống đi. Dặn ra ngồi đấy là dân đám ma cũng lên hát bài này á. Dạ đúng rồi, Lâm Văn Đài không mời cũng tới. Ở đâu đó, ở đâu có. Thôi, thôi, rồi, vô đi, vô đi. Xuống đi, vâng, vâng, vâng. Vui đó, vô đi. Thôi, sau đây. Đổi. Sau đây, vâng, sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một nhóm hài đình đám. Nhóm hài đến từ thành phố Sương Mù. Nhóm hài mang tên Đà Lạt Phố. Oh. À, sao Vinh Long? Ô, anh Mãi Long à? Trời ơi, đâu đây anh? Đi đám cưới. Tôi cũng đi đám cưới nè. Ê, có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Chuẩn bị rồi. Giờ tôi đố anh nha. Con cá gì nó có ba đuôi? Cái ba đuôi. Ê, con cá gì nó có bảy màu? Cái bảy màu. Con cá gì mà nó chùi kiến được? Cái chùi kiến. Còn có cái gì nó hình tròn? Không biết. Cái gì chiên? Ê, bây giờ anh đố tôi đi. Bây giờ đố anh ra, bây giờ đố anh hút cái gì không phê? Hút thuốc. Sai. Hút thuốc lào. Sai. Hút cái gì? Hút mỡ bụng. Bây giờ tôi đố anh nè, cái này là chủ đề tình nè. Cái tình gì? Cái tình gì mà nghe qua là có âm nhạc? À, tình ca. Sai. Tình quê hương. Sai. Tình bolero. Sai. Vậy với tình gì? Tình ta. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục hài của chúng em đến đây là kết thúc. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi sau. Tôi nói ông rồi, đừng có nhận táo hài đám cưới, ăn không mà không có cười đâu. Ai biết qua tập thấy vui mà. Vừa rồi chỉ là một tiết mục bi thôi. Hôm nay sẽ là một tiết mục đặc sắc. Một tiết mục do xóm nghèo chúng em tự tập và dàn dựng. Và đặc biệt có sự xuất hiện của cô dâu. Ôi, trời nóng quá, phải đạp xe cho mát mới được. Không, con đua với cô không? Dạ. Con đua với cô không? Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Mời vô. Kính thưa quan viên hai họ, sau đây sẽ là tới phần mà quan viên hai họ đợi chờ nhất. Đó chính là phần xuất hiện của chú già. Mọi người cứ để đó đi, không cần phải dẹp đi đâu. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em biết là xóm nghèo của mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà mọi người cũng đã cố gắng để tổ chức cho em một cái lễ cưới thật là đàng hoàng ngày hôm nay, giúp cho tụi em thực hiện được tâm nguyện của mình.
mang ơn mọi người nhiều lắm. Anh à, cuối cùng thì chúng ta đã có được một đám cưới thật đàng hoàng với nhau. Cuối cùng thì tụi mình đã có một cái lễ cưới đàng hoàng. Lẽ ra ngày này phải đến từ lâu lắm rồi mới phải. Nếu như chuyến xe định mệnh năm đó không cướp mất anh của em. Nhưng mà không sao, cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim của em. Anh luôn là chồng của em, em luôn là vợ của anh. Và ngày hôm nay anh nhìn nè, em đã được chính thức trở thành cô dâu. Giờ trong cái nhóm này toàn là quái nhân không à. Nè, quán quân cười xuyên Việt nè, á quân cười xuyên Việt nè, rồi rất là nhiều những mặt tổng hợp lại là khúc đầu cười quá cười, xong khúc sau mấy bạn lật lại câu chuyện thì thật sự Vuka cảm thấy cảm động, tại mình cũng là một người con gái, mình cũng ao ước một lần được mặc đồ cưới. À, anh Diệp Tiên ơi. Thôi, anh Tiên không có đây nha mọi người. Nói chung là rất là vui khi mà nhóm Đời Vui đã đem đến một tiết mục thật là hay, thật là ý nghĩa cho cười xuyên Việt. Cảm ơn rất nhiều. Vuka nói đúng, trong vàng các bạn là quá mạnh, toàn thứ dữ không. Thêm nữa là một cái phần cuối cùng giật về rất chắc từ chị Thùy Dương. Chị Thùy Dương là một diễn viên gọi là lực kinh khủng khiếp, hài được, bi được và đặc biệt là đài từ xuất sắc. Bây giờ Thư đang tưởng tượng cái tiểu phẩm này, Thư đang coi một cái tiết mục tạp kỹ đó, cái gì cũng có, muốn cái gì nó cho cái đó mà không thể tin được, gọi là niềm tin quá kinh khủng khiếp mà quá lớn. Tiết mục đầy tính giải trí, đối với Thư ngắn gọn thôi, lai động. Cảm ơn cái sự lai động của chị Thư. Tấn Dũng thì đó, bây giờ nói nè, dạ cho em xin phép nói, dạ chào mấy anh mấy chị đang đứng trên sân khấu. Dạ, tiết tấu của tụi anh quá chắc. Và còn cái thứ hai nữa là cái chọn nhân vật của tụi anh, cái này là thật luôn, là em ngồi ở dưới em cảm giác đây là những nhân vật thật chứ không phải là tụi anh diễn. Những cái mà tụi anh chọn vai nhân vật hoàn toàn chính xác. Xin cảm ơn anh Dương Lam. Anh cũng là một thành viên của ban bình luận. Anh dạ, có bình luận về cái tiểu phẩm như mình không? À, thật sự đây là một cái tiểu phẩm rất dễ thương. Anh biết là các bạn đã tập rất là nhiều đúng không? À, với sự cực khổ của anh Đời và Thi, mấy ngày là bỏ vợ bỏ con, ví dụ Thi bỏ chồng luôn và mới đám cưới mà từ Cần Thơ bắt xe lên, cũng như là anh Đời tối ngày chụp mấy tấm hình gửi cho vợ, anh đang tập bài chứ anh không đi chơi, tối ngày cũng vậy. Thương là thương cho anh Đời cũng như là Thi bỏ công sức cũng như là bỏ tất cả công việc để quay trở lại mùa 1. Chứ vậy mà Lâm ngồi dưới mà Lâm nghĩ là đây là tất cả mùa 1, tội gì mình không giải lên, mình chung tay với anh em. Vậy vì đây là mùa 1, một cái sự trở lại của Lâm Văn Đời và Thi sau một thời gian bỏ nghề và về quê. Và đây chính là cái lần trở lại của hai người. Chúc hai người thành công và lúc nào cũng theo nghề. Thương anh Beo lắm, đang rất thương các em và hỏi từng thành viên và hỏi Lê Dương Bảo Lâm là em có thi hay không. Thì để giải đáp điều đó em có thể trả lời với anh ba được không? Dạ, em là em không thi anh. Đây là tất cả đồng đội, tất cả thành viên của mùa 1. Chính vì vậy mà em muốn góp vui cũng như là có nhưng đầy mà đủ mặt để... Em có nghĩ rằng là mọi người đang vui, có sự xuất hiện của em không vui không? Hay quá chị Oanh ơi. Thôi tôi đi về đây. Trời ơi. Kêu tao lại đi. Kêu tao lại đi. Dạ, ngay cả mà anh Phan Phúc Thắng không có mặt mà cũng để cái tấm hình thờ lên cho ổng, cho có mặt đủ cho đội mùa 1. Rồi cho anh áo đen đó lại. Dạ, là muốn một kép đẹp nhưng mà mùa 1 không có kép đẹp nào hết. Sao em không đóng kép đẹp, chị thèm em đóng kép đẹp. Dạ, người ta không tin. Nhưng mà sao? Chị tin, trong khi chị là giám khảo mà em muốn điểm cao thì phải để cho chị tin. Dạ, dạ. Thôi em đóng kép đẹp. Dòng sau em đóng kép đẹp. Dạ. Mà chị lại thích vòng này, dòng sau đóng kép đẹp có thể chị không xem. Dạ.
sao Nê chọc dẫn chơi với em cho em đỡ mệt. Anh đã biết từ đầu là cái ga mấy em là như thế nào rồi. Tụi em nằm về cái dạng chuyên nghiệp rồi, không có là thi nữa. Cho nên nói sao có Lâm trong này. Nhưng mai mốt anh dặn em hãy nhường cho các bạn. Ví dụ người ta năm em chơi hết máu luôn, em tới 10 lần, đó là cái lửa của em. Yeah. Em lên sân khấu là em phải vậy. Yeah. Rất là đã. Nhưng mà vì cái đám cưới có một cái người như em vậy mới đúng. Dạ. Chính xác là vậy. Được, phải có người này người nọ MC ấy chất quốc vậy đó. Hay quá, vui. Cô dâu cũng vui, xuất hiện rất là thùy mị. Té là một cái chiêu rất là đơn giản, ai té cũng được. Mà té rất bất ngờ, không cố tạo. Ai cũng có một cái sở trường nhào ra để ta chú ý. Cần nhiêu đó thôi là đã rồi. Đồng đội là vậy. Nói chung mấy em ai cũng tốt. Chúc mừng mấy em, ai cũng thành công. Cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Tấn Bèo. Ngày hôm nay, cái mà chị vui nhất và chị thương và chị yêu các em thật sự từ trong tim của chị, không phải là riêng Lê Dương Bảo Lâm gặp lại đồng đội của mình mà vui như vậy. Ngay cả chị ngồi đây, chị có nói với Thư, Thư ơi, dễ thương quá, biết rằng là quá khứ rồi, biết rằng là kỷ niệm đã qua hết rồi. Nhưng mà nhìn lại từng đứa, rồi chị tưởng tượng là những tiểu phẩm của các em. Mỗi người ngày xưa nổi bật ở tiểu phẩm nào, tiểu phẩm nào, tiểu phẩm nào, tự nhiên tất cả đều quay trở lại trong tâm trí của chị. Thật sự chị rất là xúc động. Nói thiệt là ngồi coi cười, cười ghê gớm lắm. Cái cười đó vì em quá duyên dáng, vì tụi em quá giỏi. Và cái cười đó là cái cười, cười xúc động ở chỗ rằng là sau một cuộc thi, ai cũng muốn mình thành á quân quán quân hết. Nhưng mà riêng với tụi em, ai có là á quân quán quân cũng không còn quan trọng nữa. Mà ở đây chỉ còn lại là cái tình bạn bè, tình đồng nghiệp và tình những con người đã cùng đi với nhau trên chuyến thuyền trước năm đó. Rồi, xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh rất nhiều. Các bạn là những viên gạch đầu tiên xây nên cái thương hiệu Cười Xuyên Việt. Thì hôm nay tất cả các Cười Xuyên Việt của mùa đầu tiên quay trở về đây và chinh phục khán giả, thì Thư rất mong đợi sự bùng nổ. Hy vọng là nhóm mình sẽ tốt hơn và không làm cho ban giám khảo đây thất vọng. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Và số điểm của nhóm sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược. Ố là la, xin mời anh. À, xin chào anh. À, chắc anh là nhóm trưởng của nhóm mình ha, tại anh màu khác biệt quá. Vậy là già nhất á. Già nhất. Anh có tự giới thiệu về tên của nhóm mình cũng như là tên của từng thành viên đi nè. Nhóm tên là The Beat. Vấn đề tại sao cái tên này là cái tên đó thì là của mấy bạn nhỏ này đặt. Dạ là The Beat đó là những cái từ đứng đầu mà trong những cái tiếng Anh giống như là vẻ đẹp nè, rồi tài năng nữa, rồi năng lượng. Thì là tụi em muốn, tụi em là một cái nhóm trẻ thì sẽ có tài năng, có năng lượng và muốn cống hiến hết cho mọi người. Wow, một cái thông điệp rất là ý nghĩa, một cái tên ngắn gọn và thông điệp quá nhiều. Thành viên đội thì tên là Minh Nhật. Ở đây là thành viên là Chí Kiệt, Chí Vĩ. Ở đây là Thuyết Anh, Minh Anh, Công Huân. Còn số bạn nữa thì chắc đang trong phòng makeup kia chưa hay qua được. Còn một số bạn nữa ha. Ừ, okay. Nhớ mình ba mươi mấy người không? Trời dữ vậy. Đội đá banh mười mấy người à. À, vậy cũng được. Những bạn này đang độ tuổi đi học. Yeah. Cái việc học của mấy bạn đó là việc quan trọng nhất. Rất cảm ơn Cười Xuyên Việt này tạo ra một cái sân chơi rất là tuyệt vời. Thì mấy bạn rất thích. Các bạn muốn nói là tụi con cũng muốn tham gia đi, thử sức của mình. Thì ok, các bạn sẽ được tham gia. Nhưng với một vấn đề là các bạn phải hoàn thành tốt cái việc học của bạn trong thi. Chính xác. Thì cái giờ tập của các bạn sẽ bị khó khăn hơn đối với những đội khác. Có nghĩa là các bạn chỉ tập được thứ bảy và chủ nhật. Phải căng thẳng ha. Và chúc cho nhóm là sẽ thống nhất ở những buổi lịch tập và có những tác phẩm thật hay dành tặng cho quý vị khán giả nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đặt cược của nhóm The Beat. Tú có ba mức 5 triệu, 10 triệu và 15 triệu. Bây giờ nhóm sẽ thống nhất với nhau và chọn ra một số tiền để mình đặt cược nhé. Đây là một cái phong bì. À, khi mình chọn số tiền là mình bỏ cái phong bì này. Đấy. Và nhóm là thống nhất. Ừ, vẫn là của mấy bạn thống nhất thôi. À, vẫn là mấy bạn chữ nhóm nhưng mà vẫn tôn trọng ý kiến của các bạn. Và Tú sẽ niêm phong cái phong bì này lại. Và cái phong bì này sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình mà chúng ta sẽ biết nhóm đặt cược bao nhiêu tiền nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm đi nào. Nhóm The Beat có nghĩa là nhịp đập. Tiết lộ một chút xíu với quý vị khán giả, đây là nhóm mà được cưng nhất của Cười Xuyên Việt. Ủa? Lý do gì được cưng? Các nhóm đi thi với nhau mà. Tú có biết không, ví dụ như á, các anh chị là sẽ tập ở phim trường ngày nào cũng được miễn rảnh. Nhưng các em á, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đi học. Riêng ngày thứ bảy chủ nhật, thầy cô gom các em lại. Tập ngày thứ bảy, tối thứ bảy tập xong 11 giờ uống sữa, xong rồi ngủ, xong sáng chủ nhật tập tiếp. Chiều chủ nhật học bài để thứ hai đi học lại. Wow, phải nói là một cái lịch trình vừa học mà vừa đi thi rất là căng thẳng. Vì hồi xưa tôi đi thi tôi biết là suốt ngày mình chỉ lo bài vở mình đi thi thôi, mình không có thời gian để mình làm việc khác. Mà đằng này các em phải lo việc học bài và
cố gắng ở trường nữa, thật sự là rất là nể phục. Đúng rồi, các em á chỉ có những ngày ở phim trường rất là ít, nhưng mỗi khi lên sân khấu là 5-6 tiếng đứng trên sân khấu đứng trụ suốt không nghỉ. Và để xem các em làm được gì trong những tiết mục hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Mày khùng à? Mày này thấy mày gì? Chủ nhà có già không? Tôi là chủ nhà đây. Tôi là chủ nhà đây. Ôi, với chủ nhà già lắm mà sao mày kém ăn vậy? Tôi là em chủ nhà. À, em chủ nhà. Ôi, rồi chủ nhà đâu rồi? Ông đi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ông kêu tôi tới đây làm công chuyện, chả ông đi đâu rồi? Ủa, mấy này là mấy đứa nào đây? Mấy đứa này là mấy đứa nhóc trong xóm của tôi. Ủa, trong xóm kêu này chi đông như vậy? Ông không biết hả? Anh tôi là sợ ma, cho nên kêu mấy đứa nhỏ này vô đây chơi để phá đi cái không khí u ám trong căn nhà này. Ê, sao mặc đồ kỳ vậy? Tụi nó giả ma đó. Trời đất ơi trời, người ta chủ nhà sợ ma, tụi mày mặc đồ giả ma là sao? Lấy độc trị độc là có nghĩa là mấy con ma thiệt khi mà nó tới đây, nó gặp tụi này, nó sợ quá, nó bỏ chạy. Hiểu rồi. Nó nghe nè, không có đâu. Trời ơi, ma gì đâu mà giống y chang vậy, bộ ma nào phải mặc đồng phục hay sao vậy trời? Con ma là phải có sự khác biệt, hiểu không? Là sao? Là vậy nè. Cái chết ba mày mà chết gọi là phụ tử, má mày đai ệt ta gọi là mẫu tử, vợ mày mà chết gọi là thê tử, em mày mà chết gọi là đệ tử. Hiểu chưa? Quan cho công chúa là tiểu yến tử nữa. Ý á, là chú nói á, có nghĩa là ma mà xuất hiện á, phải có xuất hiện khác nhau, hiểu không? Ma phải có sơ yếu lý lịch rõ ràng. Ma chết kiểu nào phải xuất hiện kiểu đó. Chú. Vậy ví dụ như mà người ta chết mà thắt cổ á, là người ta phải lè cái lưỡi ra vậy đúng không chú? Đó, thấy chưa? Chính xác, chết thắt cổ là lè lưỡi. Mà nó lè lưỡi ra khi nó xuất hiện ra này. Mày nè, mày liếm nó luôn đi. Mày liếm luôn đi. Mày đi qua bên kia. Nhỏ này à? Rồi có đứa nào có cái chết sáng tạo hơn không? Chú! Có cái chết của con nè! Action! Tay chân kia lên đây! 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 Hai! Mày té luôn đi! Té! Đó! Như vậy! Ê! Sao chết vậy? Tại chú á! Chú kêu con hết hồn rồi con té! Ê! Vô duyên! Kỳ cục! Cái này rõ ràng là mày lọt à! Biết rồi, mày lọt cầu dừa mày chết đuối đúng không? Sai, con lọt cầu tiêu con chết mày... đuối. Con này chú, sao? Con không bao giờ dùng âm nhạc để diễn tả cái chết của mình.
mình. Ờ, chứ sao? Con dùng hành động. Hành động hả? Bây giờ chú nhìn hành động của bạn con nha. Ừ. Chú sẽ đoán được cái chết của con. Là sao? Là sao? Chưa? Chú chuẩn bị chưa? Rồi. Lên. À, biết rồi. Bị lát, bị lát. Sai, sai. À, à, biết rồi, nó gãi quá trời. À, ghẻ, ghẻ. Sai. À, cái này chính xác luôn nè. Đau ban khỉ chết. Sai bét. Ê, vô duyên vậy thấy gãi như khỉ mà. Chứ bị gì chết? Kiến cắn. Bất hợp lý. Không thể nào bị kiến cắn được. Chú. Gì? Con có cái chết sáng tạo hơn nè. Cái chết sáng tạo hơn? Con kể là chú hết hồn này, câu chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn. Chắc chắn là chú đang nôn nao đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mày sao mày chết? Con té chết. Con có gì đâu sáng tạo. Đó, bởi vì tao nói mày đừng có kể. Chú, con kể cho. Chú ơi. Con kêu chú đó. Ủa tao đứng bên kia mà mắt gì mày quát bên này? Trời ơi, tại vì con nhìn được có một bên hà. Ủa sao vậy? Dính chùm. Ê, nội cái hoàn cảnh quy định là thấy sáng tạo rồi đó nha. Rồi rồi sao chết? Nó té, con chết. Nó... Rồi sao sao? Là con té xuống đất nè. Té xuống đất mày đập đầu mày chết. Chống tay kịp. Rồi sao chết? Đầu nó đập vô đầu con. Hai đứa chết. Nó dính chùm, hiểu rồi. Thôi thôi mà nói nghe nè, không giờ không chơi nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ vô làm công chuyện quan trọng. Làm gì vậy chú? À, cái công chuyện quan trọng đó là dán bùa. À. Vậy hả? Thôi, làm gì làm người ta. Thôi mày làm như bùa vẽ xấu đó, mày sợ nữa. Thôi khổng chứ. Trời đất ơi, bùa ai vẽ xấu quá vậy trời. Áo ma. Bậy. Sai nha. Cái này là cái đồ, đồ gia truyền của bà nội để lại nha, chứ không có biết vậy. Trời thấy gớm thiệt luôn á. Gia truyền để lại để có một cái. Đâu ra? Đây nè, một sắp. Thôi nó giỡn cho thôi, nó nghe nè. Nãy giờ giỡn đủ rồi. Đi vòng vòng dán dán bùa giùm chú đi. Ê, dán dán đi dán giùm. Lần đầu tiên làm thầy pháp chán ghê ơi luôn á. Vô chơi giỡn một hồi không có đứa nào phụ hết trơn trời. Vô đây làm gì vậy anh? Thì ấy, trời ơi, tôi vô đây tôi dán bùa. Bởi vì ông chủ nhà ông nói trong nhà này có ma. Tào lao. Má mày nhảy đó trời ơi. Đúng rồi, tào lao. Trong nhà này tôi khẳng định là một lần là không hề có ma. Ủa tại sao ông chủ nhà nói? Tại vì anh tôi, anh muốn phim ma và anh coi nhiều quá, anh bị tẩu quả nhập ma chứ nhà không có ma. À, có nghĩa là anh hai mày bị ngáo phim ma hả? Đúng rồi đó. Chứ bây giờ vô đây không dán bùa vô đây làm gì? À, ổng kêu vô đây chắc kêu vô cầu siêu á. Nó đâu biết đâu cầu siêu đâu, cầu siêu trời. Không biết cầu siêu. Không biết. Tiễn với ông. Ờ. À, không được. Tôi vô đây tôi phải ráng làm sau này. Tôi phải có tiền. Không được. Bây giờ muốn cầu siêu đúng không? Đúng. Được rồi, cầu siêu thì cầu siêu. Yeah! Cầu siêu. Ta cầu siêu bộ ta cầu hồn hay sao vui dữ vậy? Trời đất ơi, mấy cái đứa này. Nói chung là có cái gì cúng đại cái đó nha. À, nhưng bà nội tao nói, muốn cúng cầu siêu phải có một thứ ma rất là sợ. Đó chính là máu gà. Tao để ý nãy giờ lần này là lần thứ ba rồi nghe. Hỡi cái gì ma sợ là tụi bay hả? Có phải cái chén máu gà này? Có đậu phộng. Ông nội ơi, ai mà đi cúng máu gà bỏ đậu phộng vô làm gì? Cậu không hiểu sao đi, tôi đi cúng người ta cúng nguyên con gà mang cái dĩa gỏi gà vô không biết làm chi nữa. Ê, mà vô duyên tao đâu có chuẩn bị đồ cúng đâu. Có tao mua cái gì này tiết canh tao ăn chứ bộ. Trời đất ơi, cái này á, gỏi gà này hay lắm. Khỏi mất công á, thánh thần khỏi mất công ngồi xé ra ăn. Xà ăn xuống ăn liền, thấy không? Xà xuống ăn liền luôn. Cái đồ ta cúng á, chưa kịp ăn nó xà vô rồi. Rồi, tất cả chuẩn bị.
hai, ba. Vô. Hai, ba. Vô. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là một gia đình. Một gia đình thì như thế nào? Một gia đình là gia đình. À, trời ơi. Trời ơi, tao liệu mà đi tới 1, 2, 3 tụi bay vô chi vậy? Trời khổ dễ sợ luôn vậy đó. Thôi thôi dẹp. Khỏi rượu riết vậy trơn trời. Thôi tôi vô bài cúng luôn nha. Dạ. Tất cả chuẩn bị. Bắt. À, ma. Phát gì vậy bà? Người. À người hả? Ma, trời ơi, ma nhật. Edo Gawa Konan, Kudoshiniji, Ranmori, Kaitokin. Hey, Hidesiki, Suzuka, Nobita, Doraemon, Doremi. Hey. 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 À, hay quá, phải vô tay đây chứ hả? Công nhận hai thầy thiệt là cao tay ứng, cho nên tôi mới mời hai thầy về đây giúp tôi đi, làm ơn làm phép đi. Ngươi là ai? Tao là thầy Pháp. Tao mới là thầy Pháp. Tao mới là thầy Pháp. Tao là thầy Pháp. Thôi, rốt cuộc ai là thầy Pháp? Chứng minh đi. Chứng minh đây. Tao lao nha. Trời ơi, tôi bị liệu mà khổ quá. Xàm lắm nghe. Hai người muốn chứng minh cái gì? Đúng. Chứng minh nè. Ông mới xàm á. Ông mới xàm đó nghe. Vậy thì bớt tào lao đi. Mướn hai người tới đây tôi trả tiền mà. Làm ơn làm giúp tôi đi, tôi cần sự bình an. Được rồi. Nhưng tôi là thầy Pháp thiệt nè. Tao mới là thầy Pháp thiệt. Bởi vì tao có áo của thầy Pháp. Tao cũng có áo thầy Pháp. Tao có mặt quân. Thằng nào ra đường mà không mặc quần? Hả? Nhưng mà tao có một thứ mà ngươi không có. Cái gì? I have a nghiệm. Tao có kinh nghiệm. Thôi, tôi mệt lắm rồi, tôi biết hai thằng có kinh nghiệm. Làm ơn giúp giùm tôi làm phép đi. Không. Một rừng không thể có hai hổ. Một nước không thể có hai vua. Và nơi đây không thể có hai thầy Pháp được. Đúng. Mày kêu vô đây để làm phép chứ đâu phải đi diễn xiếc. Làm ơn giúp tôi đi. Giờ khoan, cho tôi 5 phút. Mày không phải là thầy Pháp hả? Mày là thằng mê đá gà. Sao mày biết? Tao anh Tẹo nè. Ê, trời, anh Tẹo. Sao nãy giờ em không nhận ra anh? Tao đổi cái nón mà vô nè. Vậy đâu? Ủa, mà sao nay anh đi tới đây anh đâu phải thầy Pháp đâu? Nhưng bà nội tao là thầy Pháp. Trời ơi, tao đang cần tiền lắm, con tao đang bệnh. Mày làm ơn đi, mày nhường số này cho tao đi. Trời ơi, tự nhiên nay dành số với em nữa. Đưa em số này đi. Không, mày nhường số cho tao đi. Hôm nay mày muốn chơi khô máu không? Yeah. Bây giờ mày còn gửi tao 3 con gà. Mày muốn tao khô máu 3 con gà mày phải không? Sư huynh à, tại sao mỗi lần đi làm đều để quên cây bảo kiếm vậy chứ hả? Đây, em đưa bảo kiếm nè. Đó, gia chủ, hôm nay là một ngày may mắn của gia chủ khi đã mời cả tôi lẫn sư huynh của tôi đây. Bởi vì sao? Bởi vì sư huynh của tôi chính là sư phụ Pháp Giới. Cái gì vậy? Ngộ không. Ê, tao nhìn cái tướng mày tao kêu ngộ không được. Làm sao quay? Ok. Lại. Sư phụ Ngộ không. Ngộ không. Ai đi kiếm thằng Ngộ không? Ngộ không đằng này. Ai sư huynh của tôi có 72 phép thần thông biến hóa khôn lường, có thể dời nông lấp biển. Ngày xưa sư huynh của tôi đã từng đại náo thiên cung, chộm tiên đơn của thái thượng lão quân, chộm đào tiên của Dương Mẫu nương nương, chộm gậy như ý của Long Vương. Ai? Tại sao vậy? Tại sao ông tôi còn không biết bao nhiêu chiến công mày không kể? Mày toàn kể thứ ăn cắp ăn trộm không à? Trời đất, cái gì vậy? Trộm đi. Sao cứu hai tụi con? Cái gì vậy? Hết hồn cái gì? Cái gì? Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn giúp tôi đi. Làm ơn làm phép đi, tôi cần sự bình an. Hãy tôi nhắm mắt lại, 5 tháng nay rồi là tôi thấy tụi nhỏ. Nhìn 5 tháng nay là không ngủ được đúng không? Đơn giản, đây. Lá bùa này bà nội tôi nói ngủ rất ngon. Dán một phát ngủ liền.
chuẩn bị nè, dán nè. Rồi nè, giờ nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Bé ơi, buồn đi, đêm đã khuya rồi. Hay hay chưa? À, má đồ tôm. Tôm. Dạ, bỏ mùa. Rồi. Nó mệt lắm. Rồi. Rồi, không dán trên người được, tôi hiểu rồi. Được, tôi sẽ dán khắp cái nhà này. Tôi chấn cho ông, nhưng cái bùa tôi mắc lắm à. Đúng rồi, nó mắc bởi vì sao? Bởi vì bùa rất là hiệu nghiệm, chuyện từ đời này sang đời khác. Mắc bao nhiêu ra giá đi? 20 triệu đủ không? 20 triệu? Anh, 20 triệu kìa. 20 triệu à? Được rồi. Tôi sẽ đi lấy tiền. Nhưng tôi muốn khi tôi quay lại, căn nhà này phải được dán đầy bùa. Và tôi cần sự bình an, mấy anh nghe đâu chưa? Nghe chưa? Dạ. Anh, 20 triệu kìa, dán nhanh. 20 triệu, tao có tiền cho con tao. Đúng rồi, dán nhanh mình tao còn dán, về nữa. Tao dán bùa, chào tao dán. Chú mà làm vậy là tụi con hồn siêu phách tan đó chú. Ai? Ai? Bớt giỡn đấy bà. Ôi làm ma giả mà tâm lý thiệt dễ sợ luôn á. Ê hùng hạp hay sao vậy kỳ vậy? Thôi nó nghe. Chú, ủa, chú anh nói chuyện với ai vậy? Chuyện với mấy đứa nhỏ. Cha chú làm gì xong? Mấy đứa nhỏ nào? Gì vậy? Mấy đứa nhỏ sau lưng mày nè, khùng quá. Trời ơi, chú... không có ai hết á. Có em với anh thôi à. Mày bớt ngáo giùm cái đi. Ở đây hiện tại chỉ có em với anh thôi. Đó, ở đây nè, đó ở đây chỉ có em thôi đó. Không có ai hết đó. Bớt giận. Bây giờ đây nè, nhìn lại. Đó mấy đứa nhỏ đây nè. Không thấy đứa nhỏ nào hết á. Mấy đứa nhỏ đây mà kêu ông thấy là ông thấy sao? Chú ơi chú. Anh này không có thấy được tụi con đâu. Sao vậy? Tụi con chết rồi. Đó. Tắt nhạc. Xạo. Tụi bay xạo đúng không? Ra đây, bước ra đây. Hồi nãy giờ vô đây giỡn gần luôn mà. Xạo. Đây. Chủ nhà. Em chủ nhà bước ra. Kêu tụi này vô chơi đúng không? Thấy tụi nó không? Thấy. Thấy tụi không? Thấy. Thấy này không? Thấy. Lộ mặt thấy chưa? Muốn giành cái xô 20 triệu được một mình phải không? Phải không? Đây nè, nó đây nè. Mày thấy nó không? Không. Tắt nhạc. Xạo, nó đứng đây nè. Mà sao tim nó không đập? Tim em nằm bên này. Lộn bên. Tim nó nằm bên này. Tim nó cũng không đập. Em chết luôn rồi. Khúc này lên nhạc được nè. Thực sự em không phải là em của chủ nhà. Anh thử nhìn đi. Mấy đứa nhỏ ở đây nó tội nghiệp lắm. Anh bị gì vậy anh? Mày thấy ai gặp ma lần đầu chưa? Chưa. Thế là mày nhìn tao đi nó nè. Về. Cầm tiền đi. Và dán bùa đầy cái nhà này cho tôi. Tôi cần sự bình an, nghe rõ chưa? Nói nghe, nhà có ma thiệt. Có ma? Dạ, có ma thiệt. Chính vì vậy tôi mới cần tới mấy anh. Giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Tôi cần sự bình an, ok? Ok. Giúp. Tôi cần sự bình an, ok? Giúp cái mặt có ma đi, mấy đứa nhỏ đó. Anh dán nhanh đi anh. Cầm tiền 20 triệu kìa, 20 triệu nằm ở đây rồi. Cầm tiền dán nhanh về, con gái anh đang nằm viện đó, cần tiền để chữa bệnh đó. Nhưng buồn của bà ngoại nó hại mấy đứa nhỏ. Dán đi. Nhưng mà... dán đi. Rồi tao dán. Người xấu, ông ta chỉ là một tên lang băm thôi. Chú ơi, chú biết không? Còn vài ngày nữa thôi là con được gặp ba, gặp mẹ của con rồi. Nhưng mà chính ông ta là người đã đưa cho mẹ con một thuốc, nói là thuốc bổ cho con. Mà khi mẹ con uống xong, mẹ con lại đau đớn sinh con ra trong cầu tiêu. Con biết mẹ thương con lắm, mẹ không muốn bỏ. Chú nhìn nè,
tụi con đó chú. Tụi con biết á là những đứa trẻ dị tật sẽ bị bỏ đi, nhưng mà tụi con thành hình rồi. Tụi con có tay nè, tụi con có chân nè, tụi con cũng chỉ vận động như những đứa trẻ bình thường khác thôi. Tụi con đâu có làm hại ai đâu. Tụi con làm gì đến tội. Chú ơi, con lớn nhất ở đây, tại vì con được sinh ra rồi, nhưng mà con chưa được tròn một ngày tuổi là con đã bị bỏ ngoài bụi rậm. Con nằm đợi hoài mà không ai tới. Bởi vậy con mới bị kiên căng đó chú. Kiên nhiều lắm. Bỏ lắm chú ơi. Tại con không có tội. Tụi con không có tội. Nhưng con gái chú cũng không có tội. Nó bị hôn mê trong bệnh viện 2 tháng rồi nó chưa tỉnh lại. Chú cần tiền, chú cần tiền để lo cho con gái chú. Nhưng mà trời ơi, anh thấy tụi nó thiệt hả anh? Mày tưởng nay giờ tao đọc thoại một mình nữa hả? Giúp tôi đi. Giúp tôi đi. Tụi nó nói đầy trong đầu tôi hết rồi. Giúp tôi đi. Làm ơn giúp tôi đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, giúp tôi đi. Tôi không làm. Tại sao mày không làm? Tụi nhỏ không có tội. Tụi nó không có tội thì ai có tội hả? Anh là người có tội đó anh hai à. Anh hai, anh nghe em nói nè. Tụi nó không có tội. Tụi nó có tội. Không, để tụi nó nghe. Tụi nó không có tội. Nếu mà ba má tụi nó đưa tao tiền nhiều lắm, kêu là bỏ tụi nó đi, đâu phải lỗi của tao. Em biết rồi, bây giờ uống thuốc nha anh. Uống thuốc nha. Tao đâu có bệnh đâu mà uống thuốc. Tao đâu có bệnh đâu. Sao chú hại tụi con? Sao chú hại tụi con? Sao chú hại? Ăn kẹo. Kẹo ngon lắm. Ăn kẹo. Anh hai, anh bình tĩnh lại chưa? Mày, chính mày, mày hại tao. Mày đem tụi nó về, mày chất đầy trên cái tủ kia. Là mày muốn ám tao đúng không? Đúng không? Không có ai hại anh hết. Tất cả là do anh. Anh nghe em nói, anh mở phòng mạch chui làm gì? Rồi anh cho người ta uống 3 cái thuốc tào lao để người ta phải bỏ con của người ta. Anh hai ơi, anh hại bao nhiêu sinh linh rồi anh biết không? Bây giờ anh nghe em nói nè, không có ai hại anh hết. Anh thấy được tụi nhỏ là do tâm anh không tỉnh. Sai. Sai. Tâm tôi tỉnh. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm một chuyện gì xấu hết. Vậy cũng thấy tụi nó kìa. Tụi nó kéo nguyên một băng luôn. Thôi đi, tôi mệt rồi. Anh đi về đi. Không, tôi nói thiệt. Nói thiệt, lấy tụi nó là thiệt đó. Trời ơi. Đi về đi. Em đi về cũng được, nhưng mà cho em có số tiền trên đây nha anh. Số tiền trên bàn không có lấy được đâu. Tại sao không lấy được? Tiền âm phủ không à anh ơi. Này mình chưa cần xài tới. Mày không nói tao cũng biết rồi. Anh ơi, tiền là giả, nhưng mà ma là có thiệt đó anh. Im đi. Ở đây không có ma cỏ gì hết. Tôi yêu cầu hai anh đi về. Thiệt mà đây nè. Một đứa bị kiến cắn nè. Hai đứa bị dính với nhau nè. Một đứa bị chết đuối vô tập bơi trong toilet nè. Anh thấy tụi nó hả? Tụi nó làm sao? Anh tả cho tôi coi được không? Tôi không có nhu cầu để thấy. Anh ơi, tụi nó làm sao anh? Anh diễn tả cho tôi coi đi. Ông nội tôi không dám nhìn nó kêu tả. Ý là tụi nó có cần tiền gì tôi giúp ông anh? Không. Tụi nó nói nó cảm ơn cậu nhiều lắm. Alo, ai vậy?
Dạ đúng rồi, tôi là ba bé My. Dạ tôi nghe này bác sĩ. Sao ạ? Anh cho tôi nói chuyện với bé My. Ba nè My. Đừng. Ba nè. Ba của My nè. Ba không có bỏ My, ba về liền. Ba không có bỏ My đâu, ba về liền với My, Rồi. Rồi. My ngủ đi, Không, đừng ngủ My ơi, My ngủ 2 tháng rồi, ba sợ lắm. Rồi. My lạnh đúng không? My đắp mền lại. Rồi. My tưởng tượng đi. My tưởng tượng là đây nè, ba ôm My nè. Đó, ba đang ôm bé My đó. Bé My thấy ấm chưa? Ấm rồi. Thôi cúp máy đi My ơi. Chú ơi, tụi con cảm ơn chú. Đây là lần đầu tiên tụi con cảm nhận được hơi ấm của một người cha. Tôi ước á là cái tủ này sẽ không bao giờ đầy. Còn con ước kiếp sau tụi con sẽ có được những người cha, người mẹ yêu thương tụi con giống như là chú. Ủa anh, bé My dậy rồi, sao anh không về đi? Tao về không được. Sao vậy? Tụi nó ôm tao cứng ngắc à. Vậy thôi em về trước á. Mày về cũng không được đâu. Sao vậy? Có thằng ôm cản mày đó. Chú ơi, tụi con không biết lấy gì cảm ơn chú á. Hôm nay chú lại ăn cháo với tụi con nha. Tao ăn cháo mà chú ăn cháo. Sao mày không chạy đi? Em thấy nè, có một đám luôn kìa. Anh ơi, chúc mừng cho phần trình diễn rất xuất sắc đến từ nhóm David. Vâng, kính thưa quý vị, đây là người thầy để dắt các học trò. Các em học trò là bằng mọi giá là thầy ơi, con quyết định con muốn đi thi Cười Xuyên Việt. Thầy bảo là Cười Xuyên Việt không dành cho các con quá nhỏ, đây lớp 9, lớp 8 rồi, có mấy bé quá nhỏ. Hai anh em chung một nhà mà đi thi. Chắc trước tiên thì cho Nhật thay mặt của tay mặt nhóm The Beat xin cảm ơn tất cả các ban giám khảo, ban bình luận rồi tất cả các bạn khán giả đã đón nhận tiểu phẩm của nhóm The Beat. Để có được cái tiểu phẩm ngày hôm nay thì mấy bé phải cực lắm. Nhưng một điều này là hoàn thành xong tiểu phẩm thì Nhật rất là vui. Bởi vì tất cả các bé đã hoàn thành một bước tiến rất lớn khi đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp để thể hiện mình. Xin cảm ơn. Đầu tiên là Minh Nhật hả? Xin cô nha. Đầu tiên là cô rất là cảm ơn cái nguồn năng lượng mà tụi con mang tới cái sân khấu này. Một cái nguồn năng lượng vô cùng trẻ, một cái nguồn năng lượng hết mình, cháy hết mình. Không sai một nhịp nào, đúng như cái tên The Beat, không sai một nhịp nào. Cái câu chuyện của bạn không có cười ha ha ha, nhưng mà nó cứ cười hoài, dễ thương hoài, nhẹ nhàng hoài. Nhưng mà tới khi các bạn lật lại câu chuyện một cái, mẹ con xin trong đầu tiên, thực sự lúc đó cảm xúc của Thư là Thư không thể nào kìm được. Con là cầu tiêu con chú tôi. Mẹ con lại đau đớn, xin con nghe trong cầu tiêu. Và rõ ràng vở này nhìn thấy được một cái sự đầu tư hoành tráng về đạo diễn, xử lý không gian. Công danh ngồi bên này, trời ơi quá ư là tuyệt vời. Một chữ của Nam Thư thôi, lai đậm. Trong vở này thì Lâm thấy cái phần đạo diễn là nhiều, chắc chắn là của Nhật hả Nhật? Dạ, chung trường, chung lớp, chung khóa với em luôn. Trung cấp diễn viên, nó là em với ảnh đó. Sao mà ai hay em cũng dành chung lớp, chung trường, chung dạ, trường. Dạ, đó là thấy cái đầu đạo diễn đó là dữ đó. Nhưng mà mấy bé á, tuy là các em còn non về diễn xuất, nhưng mà làm lại một cái khối thì rất là hay. Dạ, vừa diễn được mà vừa múa được luôn. Cảm ơn cái tiểu phẩm tràn trề ý nghĩa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và anh Lâm mà anh nên nhớ là nhóm đã biết đối đầu trực tiếp với nhóm Đời Vui nha. Đúng rồi, lo quá nè. Sao em ăn thua quá vậy? Em lo diễn tốt quá. Nếu mà người nào lo là đã thấy ta thua rồi thì thôi bỏ cuộc. Dạ không, thà chết chứ không lùi bước. Tao tiên chiến với mày. Quá thông minh là cái gì? Thông minh là dồn những bạn nhỏ này qua những mảng biến
đồng thanh. Những mảng miếng khi nói ra làm cho khán giả cười thì những mảng miếng đó lại là những mảng miếng khúc sâu làm cho khán giả khóc. Chị Bu Ca, chị ngồi chị liêm diêm hoài vậy, chị thấy trang phục của nhóm như thế nào chị? Ủa sao tự nhiên tới em nhận xét trang phục vậy? Cái trang phục của Bu Ca giống màu của mấy đó, bạn đó, cái màu đồng đồng nè, em lên là thành một nhóm nhảy luôn á. Em rất là nể anh Minh Nhật, là anh rất là can đảm khi mà đưa các bạn đến với sân chơi của Xuân Việt và đem đến cho sân chơi của Xuân Việt một màu sắc rất là mới. Và các bạn ở đây thì rất là giỏi, nhảy giỏi nè, chắc chắn hát cũng giỏi đúng không, và diễn giỏi nữa, tuổi nhỏ mà rất là giỏi như vậy. Và hồi lúc mà Bu Ca bằng tuổi các bạn thì Bu Ca không làm được gì đâu, cho đúng nên rồi. Là Bu Ca rất là, chị đâu cần điểm. Không không, tại vì em nói về cái phần âm nhạc đó, các con có biết không, chị Bu Ca là một người hát hay nhất showbiz. Anh biết bao nhiêu bao lâu yêu thương tình em với anh, yêu thương là em thả anh, nhưng bước chân em đi tự do. Chị không cần phải giới thiệu. Nói chung là các bạn quá giỏi, quá tuyệt vời rồi. Hãy giữ vững phong độ nha. Cho phép anh nha mấy em. Dạ dạ. Để lên khen mấy em, có dịp đứng chung vậy. Em hay quá. Ai nhập em dịch kịch bản tốt quá. Đúng không? Một kịch bản ma mị không phải là đơn giản. Nhiều khi anh diễn vậy em chưa thành công bằng em. Anh nói thẳng, nhiều khi anh ý y. Còn em tập trung tương lai, em đừng lo. Chữ Minh Nhật, muốn khán giả biết Minh Nhật từ giây phút này, khán giả sẽ biết em vì em diễn anh cười. Anh cười. Dạ cảm ơn. Và các cháu diễn, các cô dưới khóc. Không phải đơn giản. Các con cố gắng lên. Phải dùng hai từ thán phục tụi em. Trước nhất là Nhật, cái mà chị phục ở em ở chỗ là nếu những cái hài kịch khác nó sẽ tách ra hai phần, một phần hài và một phần bi, nhưng ở đây em làm cho người ta lẫn lộn. Một diễn viên lâu năm mấy chục năm cũng chưa thể nào có thể lật được bi hài trong một giây như em. Đó là cái điều mà chị Kiều Anh thán phục. Quý vị có thể cho Nhật một tràng vỗ tay. Cái thán phục thứ hai, em đang dẫn dắt một đội quân không chuyên nghiệp và còn rất nhỏ. Em lại đi đối đầu với những diễn viên đã từng đứng sân khấu không nhiều, không 20 năm, nhưng ít nhất cũng phải từ 10 năm theo chị Kiều Anh biết. Thì điều đó là cái điều em lèo lái con thuyền này rất là cực khổ chứ không phải đơn giản. Em dàn dựng dàn trải, em đo ni đóng dài cho từng em một. Cái bạn mà em giao cái nhiệm vụ là giữ cái tuyến bi đó, dạ, công danh. Công danh ạ. Em và cả nhóm phải cảm ơn cái bạn đó kinh hoàng lắm. Nếu không có bạn đó thì em và các bạn đây cũng khó thành công ngày hôm nay lắm. Ngày hôm nay xem tiết mục này, trong chị từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thán phục, thán phục, thán phục và thán phục. Xin chúc mừng nhóm The Beat. Sau tiết mục thi chính, tiếp theo hai nhóm sẽ đến với thử thách tăng cường. Ba trong số các thành viên của từng đội sẽ tương tác ứng biến bất ngờ với thành viên ban bình luận qua một chủ đề đưa ra bất ngờ. Mỗi thành viên sẽ có một phút tham gia thử thách. Giám khảo Kiều Anh sẽ cho điểm cộng dành cho đội nào thuyết phục nhất. Điểm cộng này sẽ cùng với điểm thi tiết mục chính để xác định đội thắng trong phần thách đấu đặc cược. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách tăng cường dành cho hai nhóm. Hai nhóm cử ra ba thành viên của mình để thực hiện thử thách. Thử thách với chủ đề mượn nợ. Và chủ nợ của chúng ta đó là diễn viên Bu Ca và diễn viên Tuấn Dũng. Nhiệm vụ của hai đội đó là mượn nợ như thế nào trong một phút mà mượn được số tiền là 50 triệu. Và bây giờ xin mời hai đội hội ý. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Hi. Thì là cuộc sống sung sướng quá, đi tiền nhiều quá không biết làm gì hết. Hay là bây giờ mình lấy tiền mình rải ngoài đường cho người ta lụm đi chứ. Tiền mình nhiều quá. Cần tiền. Ai? Em khổ lắm. Tại sao lại cần tiền? Em sinh ra vùng đất Hà Tiên. Em rất bình yên. Em làm việc rất là siêng nhưng không hiểu sao em cứ nghèo triền miên. Em sinh ra đâu? Dạ Hà Tiên. Vậy? Em có quen người con gái tên Liên, tính tình cũng hơi điên, ai cũng nói là Liên điên nhưng em không nghĩ Liên điên. Em nghĩ đó là một sự hồn nhiên của một thanh niên, nó đứng trong công viên, nó say theo vũ điệu thần tiên chứ điên đâu mà điên. Mọi người cứ liên thiên, rồi Liên mới chê mong tiền, Liên bỏ em lên Tây Nguyên tìm mong ra Liên em như một thằng điên. Cuối cùng em biết là hai vợ chồng nó có bồ mới, nó bán cá viên chiên hương vị sầu riêng Minh Lâm Xuyên. Thì nói tóm lại là bây giờ em ở Hà Tiên đúng không? Dạ đúng rồi, không có ba Hà Nội, mẹ Hà Tĩnh đẻ ra Hà Tiên. Rồi. Đẻ ra đâu? Dạ đẻ Hà Tiên á, giờ cần tiền, không có tiền là không có làm đám cưới, là mất vợ mất con Liên bị điên đó. Không, nó con Liên không bị điên. Trời ơi. Buông cơ thể nhau ra. Cái gì? Hả? Buông cơ thể nhau ra. Tí buông cơ thể thì người ta là vợ chồng với nhau cơ mà. Tại sao? Bu... Có ai dính líu gì nhau? Bu gì? Bu Ca. Ai? Tại sao em bỏ anh? Cái gì? Anh là ai?
Anh là người yêu em mà. Yêu ở đâu? Trời, em bỏ nhiều chồng quá em không nhớ hả? Không. Từ trước tới giờ là tôi chỉ có một người chồng này duy nhất thôi. Đúng đây rồi. Một người chồng lùn hơn tôi một cái đầu. Một chồng thôi. Anh yêu người ta anh phải xem xét kỹ lưỡng chứ anh. Xem cái kiểu gì? Anh yêu người ta anh phải dò hỏi lý lịch người ta xem người ta đã yêu ai. Sao anh là đàn ông mà anh dễ tính vậy? Dò rồi chứ là ai mà tự nhiên vô chửi vợ chồng tôi xối xả rồi em hả? Diễn nãy giờ em còn hỏi là ai nữa. Bây em giờ là bác em chứ cái là gì ai? Người yêu em đó. Ai là người yêu? Bây giờ em yêu ai không quan trọng. Yêu ai? Ê anh chị ơi, đây là mới chụp em tấm hình này, đây đẹp quá. Anh chụp. Thôi khỏi chụp đi, buông ra. Bây giờ anh chị có hé nào cho em vay 70 triệu không? Em ơi, 20 triệu tiền đâu có. Nó giống cái kiểu mà ở ngoài đường á, người ta đưa cái điện thoại cho mình cầm bấm cái mình mê mang cái hỏi nhiêu tiền mình đưa hết á. Không, kiểu vậy á. Không phải như vậy đâu, bây giờ có cho mượn 20 triệu không? Mà bây giờ em sẽ đi tự tử em chết. Sau đó người ta điều tra cái này là có dấu vân tay của anh chị trên đây nè. Ừ. Là cướp của giết người. Tì li li. Cướp của giết người. Tự li. Giữ đi. Ừ. Cướp của giết người. Bây giờ nè, em làm sao? Bây giờ mượn 20 triệu đúng không? Đúng. Mỗi ngày tôi đưa 2,000 được không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em cần số tiền lớn là có công chuyện. Công chuyện gì? Em phải mua chó cảnh cho bạn gái em. Làm gì? Bạn gái em thích chó cảnh, bây giờ bạn gái em đi theo anh Diệp Tiên rồi, bỏ em rồi. Đúng. Nhau đi chị nè. Chị ơi. Chị đây. Chị cho em mượn tiền đi chị. Trời ơi. Chị ơi, em là em của Diệp Tiên nè chị. Diệp Phi, chị ơi, chị cho em mượn tiền đi, 50 triệu thôi chị. Em đừng có xạo. Nếu như em là em của Diệp Tiên, em nói em tên gì? Em là Diệp Phi. Còn một đứa nữa, em nói thì Diệp Tiên của ta hai người em lận. Ai nữa? Còn một Diệp nữa, Diệp gì? Hiện tại chỉ có mình em thôi, em đang rất là cần tiền, chị cho em mượn đi. Không thôi là em mổ bụng, em chết tại đây đó. Ủa, sao tự nhiên nó đập thầy nữa vậy? Bổ bụng là quay cây kiếm vô trong. Mày chỉa ra ngoài là dính thầy rồi. Chị ơi, chị thấy tại chị không cho em mượn tiền mới đi đâm lộn người không? Nhưng mà em mượn chị cho em mượn tiền đi. Em không có cho mượn được. Nhanh lên chị ơi. Chị ơi. Ôi chị đây, sao kêu chị không vậy? Chị nhìn em giống ai? Chị em hả? Tất em... nhiên là anh Diệp Tiên rồi. Ủa? Em chính là em của anh Diệp Tiên, Diệp Vân. Xạo, Diệp Vấn ở đâu ra em của Diệp Tiên, cái tên giàu Huynh Diệp á. Thiệt mà, chị nhìn em đi. Anh Diệp Phi với anh Diệp Tiên nhìn hết đồ ăn của em rồi. Bây giờ em ốm đau bụng teo vậy nè. Rồi em... bây giờ em muốn gì? Em mượn 300 em đi mua đồ em ăn đi chị. Thôi, mượn 300 ngàn. 300 ngàn em mua đồ em ăn hả? Dạ đúng em rồi. Em hết 300 ngàn em mập nổi không? Bây giờ nè, chị kêu em ra nhà hàng xong rồi chị bày nguyên bày tiệc cho em ăn. Em mời em đi về được không? Chị khỏi đưa 300 ngàn. Bây giờ nhanh lên em nè, còn có 19 giây là dạ, ăn cái gì nói. Cái gì? Ăn cái gì? Em súp cua được không? Dạ chị Buka. Dạ, chào thầy. Em không phải thầy. Em là em của anh em. Ủa hả? Dạ, em là Diệp. Diệp gì nữa? Diệp Lục. Diệp Lục. Diệp Lục là Diệp gì? Diệp Lục đó. Dạ, có bao nhiêu cái Diệp hay nó lấy hết rồi. Không lẽ em lấy Diệp nghỉ Tết thì kỳ lắm. Đúng rồi. Rồi, Diệp Lục muốn cái gì đây? Dạ, chị thấy em là chị biết em nghèo lắm rồi đó chị. Rồi, biết rồi. Dạ, khổ lắm, không có tiền mà mặc đồ như thần tài ra đường luôn rồi nè chị. Bây giờ làm sao? Dạ, cho mượn tiền đi. Ôi, em nghèo mà em đem vàng, em nhận chữ em. Nghèo mà trên đầu nguyên cục một son, cục đó ai cho? Nè, cho ông nè. Đây là đồ giả anh ơi, mình phải tạo lòng tin với người ta. Đồ giả cũng lấy luôn, tại vì hai đứa tôi là ăn cướp. Đúng rồi. Mượn cây kiếm đi. Qua chạy đi, nó hết rồi. Xin cảm ơn phần hỗ trợ của diễn viên Buka và diễn viên Tuấn Dũng rất nhiều ạ. Đây là đề tài mà tất cả các diễn viên trên sân khấu được biết khi đề bài được phát ra ngay tại sân khấu Cười Xuyên Việt. Và một lần nữa xin chúc mừng cho hai nhóm đã hoàn thành xong thử thách của mình. Và bây giờ là giây phút quan trọng, giây phút công bố kết quả. Và anh Tú sẽ được công bố. Nhóm Kỳ Tài, giám khảo Kiều Oanh cho 9.75. Giám khảo Tấn Bèo cũng 9.75 và tổng điểm là 19.5. Và với nhóm The Beat với số điểm lần lượt
từ hai giám khảo, nghệ sĩ Kiều Oanh và nghệ sĩ Tấn Beo, đó là 10-10 với tổng số điểm là 20 điểm. Khoan khoan đã, khoan mừng vội, vì chúng ta có phần thử thách tăng cường. Và một điểm tăng cường đó sẽ dành cho ai? Vì hai số điểm này chỉ chênh lệch với nhau 0,5. Phần tăng cường rất là quan trọng, bởi vì trên tay Khả Như đó là phần đặt cược, do đó số điểm nó còn phụ thuộc vào bên trong cái phần thi tăng cường nữa, đúng không? Và Tú xin được công bố số điểm 1 là số điểm duy nhất trong phần thử thách tăng cường mà giám khảo Kiều Oanh dành cho nhóm mà chị cho là xuất sắc nhất. Nhưng riêng trường hợp này hai nhóm đều xuất sắc, chị Oanh đã chia đều số điểm 1 mỗi nhóm 0,5, và nhóm chiến thắng đó chính là David. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng. Số tiền cược mà các bạn dành cho phần thi này là bao nhiêu của mỗi nhóm? Và tôi sẽ được công bố trước. Nhóm kỳ tài cược với số tiền 15 triệu. Và nhóm The Beat? Hồi hộp quá, không biết nhóm bên đây sẽ thua bao nhiêu đây. Và nhóm The Beat cược với số tiền 15 triệu. Như vậy, nhóm The Beat được nhận ngay 15 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm kỳ tài. Quỹ của nhóm kỳ tài sau tập 1 bị trừ 15 triệu. Và một lần nữa xin chúc mừng nhóm The Beat. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.